Chuyện Minh Khê không biết là ngay lúc cô đang mừng sinh nhật với Phó Dương Hy và đám hạ dạng, đồng thâm người nhà họ Triệu cũng có đến. Ngày sinh nhật của Minh Khê khiến người nhà họ Triệu ai nấy đều khó nghĩ, họ không biết tình cảm đã dạn nứt đến mức này thì phải làm sao mới có thể ở bên Triệu Minh Khê cùng hàn gắn lại khe hở bây giờ dù họ có muốn chúc mừng sinh nhật vì cô, cô cũng không muốn tham gia. Cho nên, buổi sớm hôm sinh nhật Minh Khê, không khí chê y bàn ăn sáng của nhà họ Triệu rất ủ rột. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật Triệu Minh Khê, nhưng nhìn sang vị trí trống không chê y bàn cơm, ai nấy đều trầm mặc quấy cháo trong bát một cách máy móc. Họ không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lần trước Triệu Vũ Ninh ở khách sạn hơn nửa tháng, nhất quyết không chịu về nhà nhưng vì triệu viện đi tập huấn, phải hơn 10 ngày không ở nhà, cuối cùng cậu ta vẫn bị triệu chạm hoài nửa là lừa phỉnh, nửa là ép buộc lôi về. Nhà họ triệu không thể để cho một đứa nhóc mới 15 đến 16 tuổi như cậu ta sống ở ngoài một mình thật được. Nhưng điều kiện đầu tiên khiến Triệu Vũ Ninh đồng ý về nhà ở là phải cho phép cậu ta nuôi bé mèo hoang nhặt được ở gần khách sạn triệu viện dị ứng lông mèo, gặp lông sẽ xuất hiện triệu chứng ngứa và nổi mẩn đỏ chê y da. Tuy trước đó không lâu triệu viện gây hỏa tạo thành tổn thất cho công ty của triệu trạm hoài, nhưng bà triệu, triệu trạm hoài và ông triệu cũng không thể vì tức giận mà coi sức khỏe triệu viện như trò đùa được. Thế nên bà triệu thầm bàn với ông triệu, tạm đồng ý lời triệu vũ ninh trước, cứ để cậu bé mang mèo về rồi nuôi 10 ngày đợi khi triệu viện về nhà sẽ nhân lúc cậu ta không để ý, đưa mèo đi, coi như là kế hoãn binh. Triệu Vũ Ninh không hay biết tính toán của mọi người trong nhà là cứ lừa lừa để cậu ta về nhà trước đã cậu ta còn tưởng rằng họ thật sự để mình nuôi mèo, cho nên hào hứng kéo bạn bè đến tiệm thú cưng mua một loạt đồ như bồn cắt mèo, cắt mèo, máy cấp nước cấp đồ ăn tự động. Cậu ta bày biện cho tiểu Mỹ một cái ổ chê y tầng 3 biệt thự suốt hai ngày cậu ta lúi húi vì ổ mèo, trốn chê y tầng ba không xuống nhà. Sáng nay cậu ta xuống ăn cơm, toàn thân dính đầy lông mèo. Cậu ta thấy vị trí đối diện mình trống rỗng, thoáng chốc cảm thấy buồn bã ỉu xíu. Bây giờ cậu ta có mèo rồi, nhưng người lúc trước hào hứng vui vẻ, lén nuôi mèo cùng cậu ta thì đã biến mất. Triệu Minh Khê sẽ không gấp thức ăn cho cậu ta, cũng sẽ không thức đến nửa đêm chơi game cùng cậu ta nữa. Trong lòng Triệu Vũ Ninh cô đơn, cậu ta không chỉ mất một người chị gái, mà còn mất đi cả một người bạn quan trọng. Triệu Vũ Ninh thầm nhầm tính. Thời gian, mới phát hiện ra Triệu Minh Khê đã hơn hai tháng không về nhà. Quy đổi ra thì bằng một phần tư của năm qua lâu đến thế cuối cùng người trong nhà mới đều nhận ra một điều ít nhất trong ngắn hạn triệu minh khê tuyệt đối sẽ không trở về nữa dù triệu vũ ninh không muốn thì cũng đành phải thừa nhận sự thật này mấy ngày nay cậu ta nuôi mèo là vì muốn khiến mình sao nhãng khỏi phải nhớ đến chuyện này nhưng nào ngờ, tuy Triệu Minh Khê mới chỉ về nhà ở hai năm, nhưng trong nhà nơi nơi đều có dấu vết của cô ví như cái đệm màu lam nhạt chê y ghế. Triệu Vũ Ninh nhìn thấy chê y cái đệm lam nọ không một bóng người, chỗ của cô không có đồ ăn được bưng lên, trong lòng cậu ta thấy rất khó chịu. Triệu Vũ Ninh không hé răng bà triệu dạo gần đây cũng ăn không ngon, ngủ không yên, thoạt trông già nua đi nhiều, cũng không có tâm tình chuyện trò. Triệu mặc thì không ở nhà. Triệu chạm hoài tâm tình tối tăm ăn cơm, ăn xong anh ta còn phải nhanh chóng đến công ty, giải quyết tình thế dối rắm từ đợt trước chỉ riêng ông triệu nhìn báo lại liếc sang chỗ ngồi trống rỗng của minh khê trong lòng nao nao nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật minh khê cả nhà có ý tưởng gì không con bé không chịu nhận chúng ta cũng không chịu về nhà biết tổ chức sinh nhật cho nó thế nào bà triệu khàn giọng nói ngữ điệu chán nản như muốn đứt hơi đến nơi bây giờ người nó ghét nhất chắc là tôi đây này ngẫm thử người làm mẹ như bà thật sự quá thất bại triệu vũ ninh không thích bà minh khê giờ cũng chán ghét bà dường như chỉ có triệu viện là gần gũi với bà nhưng nghĩ đến đây bà triệu lại càng thấy tim đau nhói không phải ruột thịt thì gần gũi nữa cũng có ích lợi gì đâu ngộ nhỡ ngày nào đó triệu viện tìm được cha mẹ đẻ rồi rời đi với họ thì sao thế khác nào bà công cốc ba năm trước lúc phát hiện triệu viện không phải con đẻ nhà họ không hề có ý định đi tìm cha mẹ đẻ của con bé thực ra lúc ấy ông triệu có ý định tìm kiếm bởi vì ông triệu là một người tư tưởng truyền thống coi trọng quan hệ huyết thống hơn triệu viện không phải con gái ông khác nào ông đang nuôi con hộ người khác cũng chính ông kiên trì chuyện nhất định phải tìm được triệu minh khê nhưng hồi đó bà triệu thương triệu viện không nỡ để cô ta đi cho nên bà khóc lóc ngăn không cho ông triệu tìm kiếm cha mẹ đẻ của triệu viện về sau chuyện cha mẹ đẻ của triệu viện coi như án treo không giải quyết được gì đừng nói mấy lời chán nản thế ông triệu nhíu mày quan hệ huyết thống sao mà cắt đứt được triệu chạm hoài nói thêm con bé là con gái mà một thân một mình đi tập huấn quá vất vả nhất định phải tổ chức sinh nhật cho nó Minh Khê, đã 18 tuổi rồi, mà chúng ta lại mới chỉ tổ chức sinh nhật cho nó có hai lần. Cầu cuối cùng được thốt ra, bốn người chê y bàn ăn đều trầm mặc. Nếu không phải Triệu Trạm Hoài nhắc đến thì suýt chút nữa họ đã quên, Triệu Minh Khê lớn đến vậy mà mới chỉ được tổ chức sinh nhật có hai lần. Lần đầu tiên còn bị Triệu Mặc chọc tức đến phát khóc. Năm thứ hai, bạn bè của Triệu Viện đến nhà, con bé xảy ra tranh chấp với họ cũng không phải một hồi ức đáng nhớ lại. Ông Triệu, bà Triệu, Triệu Trạm Hoài, Triệu Vũ Ninh bỗng nhiên đều vô cùng đau lòng thay cho Triệu Minh Khê khi triệu viện có thể không sầu không lo trưởng thành được học các loại tài lẻ như đàn dương cầm hội họa cưỡi ngựa con bé chỉ có thể ở một nơi hẻo lánh đợi được nhận nuôi sống những tháng ngày khốn khó vì nghèo đói cùng với bà nội khi triệu viện ngã một cái người trong nhà ai nấy đều thay phiên nhau ôm lấy nó an ủi thì minh khê chỉ có thể yên lặng tự đứng dậy hằng năm đến ngày sinh nhật triệu viện đều được người nhà và bạn bè tặng một chồng quà quà cáp nhiều đến độ phải bóc vài ngày mới hết minh khê chắc chỉ có mỗi một chén mì trường thọ mà thôi trước đây họ rất ít nghĩ đến những điều này bởi vì khi minh khê mới về ăn diện thoạt nhìn vẫn tươm tất không giống như quá khổ sở bà nội con bé chăm sóc cho nó cũng rất tốt ít nhất không lo ăn mặc trong lòng họ tuy cũng có áy náy nhưng cảm giác xa lạ chiếm phần hơn mới đầu họ đều ôm tâm lý bồi thường nhưng lâu ngày cũng dần quên minh khê là đột nhiên được họ tìm về bây giờ nghĩ lại có lẽ nào khi ấy minh khê nhớ mong người bà nội nhận nuôi mình đến vậy là bởi hai bà cháu họ sống nương tựa lẫn nhau và cả thân quần áo tươm tất lúc cô mới về có khi nào là dùng đồng tiền lương làm thêm ít ỏi suốt đợt nghỉ đông và nghỉ hè để mua trang bọn họ không dám nghĩ sâu bởi càng nghĩ trong lòng lại càng thấy đắng chát còn có lỗi với chị minh khê triệu vũ ninh cúi gằm đầu nước mắt bỗng nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống lần trước thi đua hóa học con không biết chị ấy cũng rất muốn tham gia con thấy che y bàn chị ấy có phiếu báo danh nghĩ rằng dù sao chị ấy cũng chỉ ở lớp thường thành tích cũng không tốt không dùng đến nên con cầm đi cho chị triệu viện sau đấy chị minh khê nổi giận không chơi với con nữa trong lòng con cảm thấy áy náy nhưng lại cứng đầu không chịu xin lỗi không ngờ bây giờ, không ngờ bây giờ, đến cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không có nữa rồi. Triệu Vũ Ninh nói xong bèn khóc nước lên, thút tha thút thít, quăng đũa chạy về phòng. Chê y bàn ăn một trận im lặng. Triệu Vũ Ninh nói cậu ta có lỗi với Triệu Minh Khê. Nhưng cả nhà họ, lại có ai là chưa từng làm điều có lỗi với cô. Chỉ tính những điều mà họ nhớ được thôi cũng có cả đống đều là một ít chuyện còn con nhưng sau khi cô rời đi những chuyện này lại như những cái rằm nho nhỏ trong tim thỉnh thoảng nhói một cái khiến họ bàng hoàng nghĩ có thể nào chính những việc nhỏ này tích tụ lên chê y người minh khê lâu ngày thành rơm dạ đẩy cô đi xa thật xa ông triệu đứng lên bước đến bên cửa sổ nặng nề hít điếu thuốc nói hồi minh khê mới về có một hôm con bé và viện viện cùng tan học về bố mới đi công tác xong theo bản năng ôm lấy viện viện lúc ấy chắc con bé buồn lắm triệu chạm hoài khó khăn nói trước kia con cũng rất quá đáng cuối tuần nào cũng do con đón viện viện tội lỗi của bà triệu còn nhiều hơn bội phận bà nhìn chằm chằm bàn ăn chưa động được mấy miếng, nuốt không trôi, đôi mắt đỏ lên, sao trong hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngạc tiểu hạ nhận được điện thoại do cậu của cô ta gọi từ bệnh viện, báo cho cô biết đã có kết quả. Hàng mẫu mà cô ta gửi qua để xét nghiệm chỉ ra rằng người nam trong đó không có quan hệ huyết thống với hai người nữ. Mà xét chê của hai người nữ thì cho ra kết quả họ có quan hệ mẹ con. Ngạc Tiểu Hạ không tin nổi vào lỗ tai mình, ngạc nhiên như bị sét đánh trúng, bàn tay nắm điện thoại run rẩy, sao lại thế được? Cậu, cậu không nhầm đấy chứ? Cô ta vốn tưởng cùng lắm thì Triệu Viện chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha với Triệu Vũ Ninh, Triệu Viện có thể là con gái riêng, nhưng nào ngờ họ lại hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Chuyện này rốt cuộc là sao? mà cái nữa tại sao triệu viện lại có quan hệ huyết thống với bà bảo mẫu kia không nhầm đấy chứ tiểu hạ hàng mẫu cháu gửi tới là của ai vậy cậu của cô ta nói từ đầu bên kia điện thoại cậu nhờ đồng nghiệp mười mấy năm trong ngành kiểm tra cho cậu sao lại có vấn đề được ngạc tiểu hạ đã không nghe lọt cậu mình đang nói những gì nữa cô ta kinh ngạc quá đỗi suýt thì không cầm nổi di động thảng thốt đến gần như mất tiếng mãi sau cô ta mới định thần lại nuốt nuốt nước miếng vội vàng nói cậu cậu gửi bàn gốc và bàn copy của kết quả xét nghiệm cho cháu gửi cả bàn điện tử nữa ạ à? đây là thứ rất quan trọng với cháu há lại không quan trọng cho được ngạc tiệu hạ thầm cảm giác được cô ta đã phát hiện ra một bí mật động trời của nhà họ triệu chuyện này muốn xử lý như thế nào cô ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước đã. Ngạc tiểu hạ cúp điện thoại, quỳ dạp xuống đất, vẫn đang hồn siêu phách lạc, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện giờ cô ta mới dần dần nhớ lại những phản ứng kỳ quái trước đây của Triệu Viện, hai năm sau khi Triệu Minh Khê vào nhà họ Triệu, khi cô ta nói gương mặt dưới lớp khẩu trang của Triệu Minh Khê chắc chắn chỉ thường thường tầm vào mặt Triệu Viện khi ấy cứng ngắc. Khi cô ta nói Triệu Minh Khê bị người nhà Triệu Viện ghét bỏ, Triệu Viện vừa nhẹ nhàng khuyên cô ta, bảo cô ta không cần nói lung tung, lại vừa thở phào nhẹ nhõm bây giờ nhớ lại ngạc tiểu hạ như ngờ ngợ nhận thấy dưới cái thở phào nọ còn ẩn giấu chút nơm nớp lo âu và thể nào tình cảm triệu viện dành cho triệu chạm hoài lại có chút kỳ quặc đáng ngờ nếu hai người này không phải anh em ngạc tiểu hạ suýt thì lầm tưởng triệu viện thích anh cả của mình trước kia ngạc tiểu hạ còn từng trêu triệu viện là bro công sao sao brokong brother complex là cách gọi người chị em gái có tình cảm chê y mức bình thường đối với anh em trai của mình có thể cùng huyết thống hoặc không giờ ngẫm lại không phải thích thì là gì nữa thế thì thực ra triệu viện biết bản thân mình không phải con đẻ nhà họ triệu liệu người nhà họ triệu có biết hết không và chuyện triệu viện có quan hệ huyết thống với trương ngọc phân nhà họ triệu có hay biết không hẳn là họ không biết nếu không tại sao trước kia mỗi lần cô ta đến nhà họ chịu thái độ của triệu viện và người nhà với trương ngọc phân chỉ như đối đãi một bảo mẫu bình thường hai năm trước triệu minh khê mới trở về nhà họ triệu tuyên bố với bên ngoài là do đứa con gái này thân thể không tốt vẫn luôn nuôi ở nông thôn nhưng lời ấy trong giới quyền quý chẳng được mấy người tin, kể cả nhà họ ngạc, đều thầm cảm thấy có lẽ cô ta là con gái riêng của ông Triệu. Nhưng chẳng thể ngờ, Remer này lại là do bế nhầm con. Ngạc tiểu hạ vì gia đình cực phẩm này mà sửng sốt đến độ đầu óc quay mòng mòng nếu để cả trường biết hoa khôi giảng đường được yêu chiều từ bé như triệu viện chỉ là một đứa tu hú chiếm tổ còn người vẫn luôn bị xa lánh như triệu minh khê đúng lý ra mới là người nên quen biết bọn họ từ nhỏ được giới quyền quý nâng như công chúa bạn bè tài nguyên người nhà tiền tài thân phận vốn dĩ tất cả đều thuộc về triệu minh khê cả trường sẽ nghĩ thế nào đây trời ạ à, sao ở bên này sau khi người nhà họ triệu hạ quyết tâm đến trạng vạng chờ triệu trạm hoài tan làm cả nhà bèn lên xe suv trong cốp xe chứa bánh ngọt đã đặt sẵn và một số quà cáp tự mua cùng xuất phát đến chỗ triệu minh khê tập huấn triệu trạm hoài lái xe triệu mặc đội mũ lưỡi chai ngồi ở ghế phụ ông triệu bà triệu và triệu vũ ninh thì ngồi ở ghế sau từ một góc độ nào đó mà nói chuyện triệu minh khê cắt đứt hoàn toàn với gia đình lại khiến toàn thể nhà họ Triệu rốt cục cũng tụ tập đông đủ một lần, cùng đồng tâm hiệp lực đi làm một chuyện. Nhưng khi bọn họ đến nơi, Triệu Minh Khê đã không ở trong khách sạn tập huấn nữa. Sau khi hỏi tiếp Tân và một vị học sinh, họ biết được Triệu Minh Khê đi ăn sinh nhật cùng bạn bè mình bởi vì không biết cô đi chỗ nào cũng không gắn định vị trong di động của cô người nhà họ triệu đành phải gửi xe ở gara thuê một căn phòng khách sạn rồi ngồi chê y sofa chờ nhắc đến phó dương hy người nhà họ triệu đều có chút bồn chồn vị thái tử kia chẳng lẽ thích chị minh khê không thì sao lần trước lại vì chị minh khê mà đánh anh hai Triệu Mặc nghe thấy tên Phó Dương Hy thì vô cùng bực bội, Triệu Vũ Ninh, em nói lại xem nào, cái gì là thằng nhãi họ Phó kia đánh anh? Rõ ràng là bọn này đánh nhau, anh cũng đấm cho nó bầm tím vài chỗ đấy nhé. Mà đám nhãi danh kia còn lấy nhiều hát yêu ta ít nữa. Ông Triệu nhìn đồng hồ treo tường, sắc mặt tối tăm, đã hơn 10 giờ tối, khuya vậy rồi mà Minh Khê còn chưa về. Đừng nói là nó yêu sớm. Còn chưa đủ 18 tuổi thì yêu đương cái gì, thằng nhóc kia có giàu đến mấy cũng không được. Hừ, để bố đi tìm xem sao. Triệu chạm hoài vội ngăn ông triệu lại. Bố, bố bình tĩnh lại đã, bây giờ dù con bé có yêu sớm, triệu chạm hoài tạm dừng một chút mới nói, chúng ta cũng không thể ngăn cấm. Can thiệp vào sẽ chỉ làm xấu thêm quan hệ giữa chúng ta và con bé lời triệu chạm hoài thốt ra khiến trong phòng trở nên tĩnh mịch, ai nấy lại tiếp tục trầm mặc. Mãi đến hơn 11 giờ 30, người nhà họ triệu cũng không thấy triệu minh khê trở về. Đợi hơn 5 tiếng đồng hồ, bà triệu sức khỏe kém nhất mặt mũi trắng bệch mệt mỏi nửa nằm chê y sofa. Ông Triệu và Triệu chạm hoài không kiềm chế được ra ngoài tìm tìm, định đứng ở cửa khách sạn đợi một hồi vừa ra ngoài họ đụng phải triệu viện và đám bạn bè vừa cùng đi ăn khuya về triệu viện ngạc nhiên bố anh cả sao hai người lại đến đây họ định chúc mừng sinh nhật cho triệu minh khê còn riêng thuê một căn phòng còn chưa kịp báo cho triệu viện ông triệu và triệu trạm hoài có hơi xấu hổ chỉ biết hơi hơi gật đầu Triệu viện tưởng họ tới thăm mình, nhưng ngay lập tức nhớ ra hôm nay là sinh nhật triệu minh khê tâm tình vui vẻ ngay tức khắc biến mất. Mà đám bồ xương bên cạnh không biết hôm nay là sinh nhật triệu minh khê, cả đám đều tưởng sinh nhật triệu minh khê và triệu viện đều vào 14 phần 10. Trông thấy người nhà triệu viện, cả đám đều tưởng họ đến thăm triệu viện mấy thiếu nữ đều niềm nở chào hỏi ông triệu và triệu trạm hoài bác anh hai người đi ăn khuya cùng bọn cháu không ạ à? hôm nay viện viện bao hết nhưng ông triệu và triệu trạm hoài nhận ra bồ xương và một nữ sinh khác theo lời nam sinh mà họ hỏi ban nãy hai nữ sinh này ném cặp sách túi bút bài thi của triệu minh khê vào thùng rác trước rồi sau đó minh khê xảy ra xung đột rất lớn với họ bị thầy khương mắng mỏ Lúc ấy nghe kể lại, người nhà họ triệu đều tức đến nghẹn lời. Nhưng cái họ không ngờ nhất là xảy ra việc như vậy, Minh Khê không nói với người nhà đã đành, triệu viện cũng không hề hé nửa lời cho cả nhà biết. Nếu không phải vì hỏi được bạn bè của tiểu thầm thì chỉ e đến giờ họ vẫn chẳng hay biết gì. Cái nữa là, hiện giờ, triệu viện lại còn nói nói cười cười đi chơi về cùng đám bồ xương. Ông Triệu và Triệu Trạm Hoài đồng loạt nhìn về phía Triệu Viện, sắc mặt xa sầm. Triệu Viện không hay người nhà đã biết hết chuyện xảy ra buổi chiều, không kịp phản xạ lại, thấy họ như thế bèn hỏi, bố, anh, hai người sao vậy? Đúng lúc này, Triệu Vũ Ninh và bà Triệu, Triệu Mặc cũng cùng đi ra từ khách sạn. Triệu Vũ Ninh liếc mắt một cái đã thấy bổ xương và nữ sinh gây sự còn lại, lửa giận chiếm thế thượng phong, cậu ta xông lên mắng, móa, người Việt đằng nói buổi chiều chính là hai cô phải không? Hai người còn có mặt mũi đứng ở đây. Hai người các cô bắt nạt Triệu Minh khê ra sao? Có gan thì giờ nói rõ ra. Bồ xương và mấy nữ sinh còn lại giật mình, mặt trắng bệch. Chẳng lẽ người nhà Triệu Viện đến đây không phải vì thăm Triệu Viện, mà là để thay Triệu Minh khê tính sổ với họ chuyện buổi chiều? Trận thế quá lớn rồi, gì mà cả nhà cùng đến? Sao bảo nhà họ Triệu chỉ yêu thương Triệu Viện, không thèm để ý Triệu Minh khê cơ mà? Bồ Sương không ngờ cha mẹ Triệu Minh Khê sẽ đích thân tới, trong phút chốc cô ta chỉ biết co rúm người rảo biện, chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu, chỉ là bạn bè đùa với nhau thôi à. Triệu Vũ Ninh nghe vậy lại càng tức giận, bạn bè đùa với nhau. Thế giờ tôi đẩy chị xuống cống thì cũng là đang đùa với chị, đúng chứ? Chị có muốn thử không? Dứt lời, Triệu Vũ Ninh phẫn nộ kéo bồ xương lại. Tuy Triệu Vũ Ninh nhỏ tuổi hơn, nhưng dù gì cậu ta cũng là con trai, sức lực trội hơn hẳn cậu ta dùng sức lôi bồ xương đến bên cống thoát nước ngoài khách sạn. Trần bồ xương bước hụt, giày rớt vào cống, cảm giác lạnh lẽo và hôi hám như từ đầu ngón chân mà lan ra khắp toàn thân. Cô ta vừa tức tối vừa sốt ruột, vội đẩy Triệu Vũ Ninh, Triệu Vũ Ninh, cậu làm cái gì đấy, ít nhiều gì chúng ta cũng quen biết nhau cơ mà. Triệu Vũ Ninh cả giận, quen biết, chị còn dám nhắc đến hai chữ quen biết cơ đấy. Nếu biết trước chị là kẻ cầm đầu bắt nạt Triệu Minh Khê, còn lâu tôi mới để chị bước qua cửa nhà tôi. Hai bên xô sát qua lại, nếu để một nam sinh và một nữ sinh đánh nhau ngay trước cửa khách sạn thật thì chẳng ra thể thống gì nữa, ông Triệu xanh mặt quát lớn, đủ rồi. Bồ xương hồn hển đẩy triệu vũ ninh ra, nhảy lên khỏi cống nước, phải dựa vào hai người bạn mới đứng vững nổi. Ông triệu hầm hừ nhìn bồ xương, cô tên bồ xương đúng chứ, lúc sau tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp cô. Các cô tưởng trong nhà triệu minh khê không có ai đấy à? Có biết đây là bạo lực học đường không hả? Còn dám giả mồm bảo đùa, đây là kiểu đùa mà học sinh nên làm đấy à? mặt bồ xương ngay tức khắc trắng bệch. Lúc cô ta và nữ sinh khác làm chuyện này đâu có ngờ rằng người nhà họ Triệu sẽ tìm đến, hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt nào, cả nhà họ đều đến đây làm gì cơ chứ. Hơn nữa, họ mới vứt có một cái cặp sách chỉ là xô sát nhỏ, Triệu Minh Khê cũng đã ăn miếng trả miếng lại rồi đó thôi, chẳng lẽ chuyện lông gà vỏ tỏi này mà Triệu Minh Khê cũng mách với người nhà trước kia cô ta có làm vậy bao giờ đâu nếu cha triệu minh khê mà đi nói với cô chủ nhiệm diệp băng thật kiểu gì cha mẹ cô ta cũng sẽ bị mời đến bố mẹ cô ta luôn nghiêm khắc nếu để họ hay chuyện ắt không tránh khỏi việc chịu phạt trong lòng bồ xương luống cuống cô ta nhìn sang phía triệu viện vì triệu viện nên cô ta mới làm những chuyện như vậy còn bản thân cô ta với triệu minh khê vốn không có thù oán gì trái tim triệu viện đập bùm bùm cảm giác phiền não lo âu đồng loạt ập tới cô ta vừa cáu giận bồ xương ngu xuẩn làm việc không biết động não để bây giờ liên lụy đến mình lại vừa tức tối sốt ruột tại sao chỉ một chuyện còn con mà cả nhà lại có thái độ mạnh đến thế bây giờ bạn bè cùng lớp đều biết người nhà cô ta rất coi trọng triệu minh khê chưa biết chừng ngày mai tin ở nhà cô ta bị thất sủng sẽ loan khắp trường Phản ứng đầu tiên của triệu viện là muốn phủi sạch quan hệ với bồ xương, bỏ xe giữ tướng. Ngay lập tức cô ta giả bộ hốt hoảng, gì cơ À? Rồi quay sang hỏi bồ xương, buổi chiều mình không ở phòng học cậu vứt cặp sách của Minh khê vào thùng rác ư? Sương sương, sao cậu có thể làm vậy được cơ chứ? Bồ xương và ba nữ sinh còn lại. Triệu viện trở mặt quá nhanh, đầu óc họ quay mỏng mỏng, không phản xạ kịp. Ngay cái lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại, triệu viện đã vội chạy đến đứng đằng sau ông triệu, mặt mày khó chịu nói với bồ xương, cậu mau xin lỗi Minh Khê đi. Lần sau mà cậu tiếp tục tái phạm thì chúng mình không còn là bạn nữa người nhà họ triệu tưởng triệu viện không biết đầu đuôi sự việc thật sắc mặt họ mới khá khẩm hơn nếu cô đã biết chuyện mà vẫn để mặc bạn bè mình bắt nạt minh khê thì ấy không phải là triệu viện mà họ quen thuộc riêng triệu vũ ninh và triệu mặc thì không tin triệu viện hoàn toàn vô can Triệu mặc khoanh tay đứng, vuốt cầm mình, quan sát vẻ mặt và động tác của triệu viện, nhìn sao cũng thấy cô ta như đang diễn kịch và còn diễn dở nữa nếu thật sự không hay biết gì thì cô ta ca yêu ta siết động thế làm chi? Dối trá! triệu vũ ninh trỏ tay vào triệu viện ngoái đầu nói với ông bà triệu và triệu trạm hoài cha mẹ lần trước con đã nói rồi chị ta vì đoạt cơ hội làm mc mà nói dối với giáo viên ban văn nghệ là minh khê gian lận mọi người chẳng ai tin con lần này thì sao triệu viện cắt đứt lời triệu vũ ninh vũ ninh bây giờ không phải lúc lôi mâu thuẫn cũ ra cô ta xoay người cau mày nói với đám bồ xương nếu biết trước các cậu lén làm chuyện này sau lưng buổi chiều tớ đã không rời phòng học thảo nào lúc về khách sạn trông minh khê lại tức giận đến thế tớ còn đang khó hiểu cả đám bồ xương trợn mắt há hốc mồm lòng tiệu viện thầm nghĩ cô ta cũng là do bất đắc dĩ muốn tự bảo vệ bản thân thôi sắc mặt ông chịu lạnh lẽo đáng sợ thôi chuyện này tính sau nhất định tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm lớp các cô. Tập huấn vẫn còn vài hôm, đám trẻ các cô đừng có gây sự nữa. Trong lòng bồ xương ấm ức, nghe lời dân bảo của ông Triệu mà rơm rớm nước mắt, cô ta dụi mắt, xoay người chạy vọt vào khách sạn. Mấy nữ sinh còn lại nhìn nhìn, cũng chạy theo sau. Con cũng về nghỉ ngơi đi, đợi tập huấn xong, về nhà rồi bàn lại ông triệu cau mày liếc triệu viện một cái lúc này nói nhiều sai nhiều triệu viện cũng không dám biện minh gì chỉ biết cúi đầu vâng một tiếng xoay người vào khách sạn sau khi triệu viện đi vào người nhà họ triệu đều không kìm lòng được mà quay đầu nhìn bóng lưng cô ta không biết có phải họ tưởng tượng hay không nhưng dạo gần đây triệu viện trở nên khác trước kia rất nhiều nếu bảo là do Minh Khê rời đi, họ đặt lực chú ý và sự quan tâm lên Minh Khê nhiều hơn khiến cô ta thấy không vui, muốn tranh giành tình cảm thì cũng tạm hiểu được. Nhưng trong suy nghĩ của họ, trước giờ triệu viện luôn rất đúng mực, cùng lắm chỉ làm nũng, hờn dỗi đôi ba câu, nhưng giờ, vì sao những việc xa lánh, bắt nạt triệu Minh Khê liên tiếp lại đều có liên quan đến triệu viện có khi nào bản tính triệu viện không hề thuần khiết ngây thơ như họ vẫn nghĩ người nhà họ triệu hôm nay đợi hơn năm sáu tiếng vẫn không gặp nổi triệu minh khê tâm trạng vốn kém sẵn hiện giờ lại thêm chuyện bắt nạt này khiến tâm tình họ còn u ám hơn nữa trong lòng họ bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình trước kia, vì một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống mà họ đầy máu mủ ruột già của mình đi, chẳng lẽ là do não họ có vấn đề ư? Minh Khê và Phó Dương Hy về từ cửa sau khách sạn. Người nhà họ chịu đợi trắng đêm cũng không gặp được Minh Khê, tâm trạng âu lo dày vò cực độ. Lúc sau, thật sự không chịu nổi nữa bà triệu đầu đau như búa bổ uống một viên thuốc giảm đau chê y xe sáng sớm mai triệu chạm hoài cũng phải lên công ty bất đắc dĩ ông triệu đành phải gửi quà lại bàn tiếp tân nhờ lễ tân giúp giao cho triệu minh khê rồi họ lái xe về lúc đi ra sao thì lúc về cũng vậy chỉ là chê y đường trở về bầu không khí trong xe lại càng thêm phần ngột ngạt bằng 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 bên phía triệu viện cô ta mới về phòng đã bị bồ xương tìm đến làm ầm lên tớ hỏi cậu cậu thực sự không biết mình vứt cặp sách của triệu minh khê ư tối hôm trước cậu khóc lóc kể lể nói người nhà cậu dạo này chỉ để ý triệu minh khê quên mất cậu tớ mới vì cậu đứng ra trước lúc tớ ném cặp có nói nhỏ với người bên cạnh cậu cũng nghe được cơ mà cậu còn bảo cậu không muốn dây vào nên mới ra ngoài giờ qua miệng cậu lại thành bọn này lén làm chuyện xấu sau lưng cậu triệu viện sao mặt cậu dày thế hả bồ xương mắng bấy giờ cô nàng mới hiểu được vì sao lúc trước ngạc tiểu hạ lại nói triệu viện luôn tránh ở sau lưng họ để họ vì cô ta mà đấu tranh anh dũng vì coi cô ta như bạn tốt nên họ mới luôn che chở triệu viện luôn cảm thấy lỗi đều là của triệu minh khê một đứa con gái riêng mà cũng dám mặt nặng mày nhẹ với triệu viện cho nên họ mới muốn giúp triệu viện dạy bảo triệu minh khê một chút nhưng giờ thì sao lúc cần bọn này thì là chị em tốt không cần thì muốn bọn này cút đi thấy bọn tôi bị cậu lợi dụng nhảy nhót như trò hề thích thú lắm phải không cậu bình tĩnh lại đã triệu viện cau mày nhìn các phòng khác ngoài hành lang tầng này còn có rất nhiều người cậu nhất thiết phải đánh thức thầy khương ư bồ sương bình tĩnh sao nổi cô nàng phẫn nộ cùng cực càng nhìn gương mặt ôn hòa của triệu viện lại càng thấy mình đặt lòng chân thành nhầm người sau này cậu tự lo lấy đi bồ sương bước về phòng mình sập cửa về sau cô nàng sẽ không bao giờ giúp đỡ triệu viện nữa triệu viện nhìn bồ xương thẳng thừng sập cửa mặt cô ta xa xẩm trong lòng cũng thấy bứt rứt như bị một tảng đá lớn đè lên bạn bè người nhà dường như cô ta đang dần dần mất đi họ nhưng triệu minh khê lại cái gì cũng có ngọn nguồn của những việc này đều là do triệu minh khê rời nhà trốn đi cả nhà mới bắt đầu quan tâm cô Triệu Viện cắn cắn môi, xoay người vào phòng mình, cô ta mở máy tính ra, download một mẫu đơn xin trỏ ở trường. Làm như người khác thì không biết rời nhà ra ngoài ở không bằng. Triệu Viện tin rằng, cũng giống với Triệu Minh Khê, người nhà họ Triệu sẽ không để cô ta sống ở ngoài một mình. Tuy giữa họ không có quan hệ huyết thống nhưng lại có chỗ dựa là tình cảm vun đắp suốt 15 năm, huống hồ, không tìm được cha mẹ đẻ cô ta, nhà họ chịu biết cô ta chỉ có mỗi họ, bằng 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 những chuyện xảy ra ban nãy, Minh Khê đều chẳng hay biết gì. Mãi đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy mới phát hiện phần quà mà người nhà họ chịu gửi lại ở quầy tiếp tân, lễ tân gọi cô lại, giao quà cho cô đương nhiên minh khê chẳng thèm ngó ngàng lấy một lần thế là hai tiếng sau những phần quà này bị ban tiếp tân khách sạn gửi trả lại nhà họ triệu người nhà họ triệu còn đang giàu dị ăn sáng bà triệu nghe tiếng chuông cửa bèn sai bảo mẫu ra nhận đơn hàng tới khi nhìn những phần quà sinh nhật bị trả lại nguyên si bà tức đến độ suýt bị bệnh tim cả nhà gọi điện hỏi ban tiếp tân lễ tân ngại ngùng trả lời cô triệu nhờ chúng tôi chuyển lời với các vị tình thân đến muộn còn thua kém cả cỏ cây các vị đừng phí thời gian tìm cô ấy chẳng thà cứ mỹ mãn mà sống với triệu viện không thì đừng trách sao mất cả hai và lễ tân hơi ngừng một chút mới nói tiếp cô ấy nói đều là phế liệu cho nên cần phải trả phí giao hàng bà Triệu ra xem, chuyển phát viên còn đang đứng ngoài cửa chờ họ trả phí. Một chuỗi lắc tay thủy tinh lúc trước bà Triệu tặng Minh Khê, được cô vô cùng trân trọng, bây giờ cũng bị trả về. Phế liệu, cả nhà, nói họ choáng váng tập thể cũng còn là nhẹ, bằng băng băng. Minh Khê cầm tập đề đã phơi khô đến phòng học lại bắt đầu quá trình luyện đề đến váng đầu váng óc. Giữa giờ nghỉ, cô tranh thủ nhìn chậu hoa của mình, thấy đã có hơn 6 cây nhỏ, nếu tính số lượng trồi thì là 325 cái. Tất cả đều sinh trưởng trong chậu hoa lớn bằng bàn tay, nhìn xanh mướt mát, trông rất vui mắt. Luyện đề mệt quá có thể ngồi ngắm, thư giãn ánh mắt. Chậu hoa dần dần tươi tốt, Minh Khê cảm nhận thấy mình càng ngày càng ít bị áp chế. Cảm giác đột nhiên bị hạ IQ, tư duy bế tắc khi làm bài giảm bớt rất nhiều tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn bị một lần. Ví dụ như lúc luyện đề ban nãy, rõ ràng tư duy thông suốt, đáp án ở giấy nháp cũng chính xác, nhưng khi viết lên giấy thi, đáp án lúc cuối cùng lại là một con số khác. Nếu là thi thật thì đã đi tong 10 điểm. Mình khê không chắc liệu những người khác có thể dần dần tăng ai IQ theo sự sinh trưởng của chậu hoa, không hề chịu ảnh hưởng từ hào quang nữ chính của triệu viện nữa được không? Cô không hơi đâu để ý họ, còn phải lo giải quyết chuyện của cá nhân mình trước đã. Vài hôm nữa là đến vòng loại rồi, việc cấp bách của cô bây giờ là phải cố hết sức để chậu hoa tươi tốt hơn nữa. Có vậy thì tỷ lệ vào được trận chung kết của cô mới tăng hơn nữa minh khê vẫn chưa quên thách đấu với bổ xương ai thi kém hơn thì phải thôi học thế nên minh khê túm hệ thống đã rất lâu không xuất hiện ra hỏi dạo này chậu hoa mọc càng ngày càng chậm có lẽ vì những chuyện có thể làm đều đã làm hết rồi liệu có cách nào khiến có mọc nhanh hơn nữa không Hệ thống thấy cô dần vào guồng, nên nó đi làm thêm, giúp đỡ càng nhiều nữ phụ đáng thương khác. Nghe cô hỏi, nó phải mất một hồi lâu mới trả lời được, những việc tôi bảo cô làm đã xong hết chưa, đụng chạm chân tay, ôm. Quả thật đều phải cố ý làm, hoặc dựa vào tình cờ. Nhắc đến chuyện này, chê y mặt minh khê có hơi xấu hổ, cô gãi gãi má, ẩm ừ, xong rồi. Hệ thống đáp, vậy chỉ còn lại hôn môi thôi. Mình khê theo bản năng ừ một tiếng, mãi đến khi phản ứng lại được, mặt ngay lập tức đỏ bừng, hả? Cái quái gì? Hôn hôn môi. Hệ thống đáp theo phép tắc, lần đầu tiên nắm tay, người đọc sẽ ta siết động, lần nắm tay thứ hai thì chỉ thấy bình thường. Nhưng nếu môi chạm môi, độc giả sẽ lại tiếp tục ta siết động đây là phương pháp thuận theo tự nhiên và phải chú ý tốt nhất là hôn sâu chứ không phải kiểu hôn nhẹ nhàng lướt qua vận may mới tăng được nhiều đương nhiên cái này tùy thuộc vào ý muốn của cô nếu không muốn thì cũng có thể từ từ tặng đồ ngọt làm những việc nhỏ để góp chồi non nhưng so với lúc đầu bây giờ những việc này sẽ không giúp tăng trưởng được mấy đâu minh khê Hệ thống cứ bình tĩnh máy móc mà nói ra hai từ, hôn môi kiểu vậy ấy à. Hệ thống, không sao, cô không muốn làm tôi cũng hiểu được, dù sao phải hôn một người mình không thích thật sự rất khó khăn. Ngòi bút của Minh khê vạch một đường thật mạnh chê y giấy nháp trái tim đập thình thịch thực thực ra cũng không phải không muốn. Hệ thống còn chưa dứt lời, chợt nghe lời nói thầm trong lòng Minh khê, nó trong quãng thời gian nó đi giúp đỡ những nữ phụ khác rốt cuộc đã xảy ra những gì bằng 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 sau cuộc trò chuyện với hệ thống lúc gặp phó dương hy trong lòng minh khê hồi hộp vô cùng tim đập thất thường ánh mắt cô luôn không kìm được mà dừng ở bờ môi mỏng của cậu tựa như ma xui quỷ khiến cô vắt hết óc nghĩ cách để có thể ngẫu nhiên hôn được trong phim chẳng phải hay có cảnh vấp ngã một cái là có thể hôn được đấy thôi nhưng vì sao cô và phó dương hy vấp ngã lại chỉ nhận được kết quả là trẹo chân là do cô đứng ở chỗ còn chưa đủ cao ư cảm ơn lúc phó dương hy đón cốc trà sữa vị dâu tây từ tay người bán hàng cắm ống hút đưa cho triệu minh khê minh khê còn đang mày ngắm cậu Trời hôm nay hơi nóng, Phó Dương Hy không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc áo hút đi, tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay đẹp như tượng tạc. Cậu cao gầy, vai rộng, mặt mũi tuấn tú, rất nhiều nữ sinh đang xếp hàng chung quanh đều trộm nhìn qua phía cậu. Mình khê ngửa đầu tầm mắt từ cầm cậu lướt lên bờ môi, hàng mi cô run rẩy, mắt tròn đảo quanh. Sao thế? Phó Dương Hy bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng ngầu đét, một tay đút túi áo, dáng vẻ điển trai thoạt trông như có thể đi kết quốc ngay được, trong lòng lại hoảng muốn chết, chỉ hận nỗi không thể vùi đầu vào điện thoại mà sớt con gái nói rằng chỉ coi mình là đại ca, nhưng lại cứ ngắm mình chăm chú là có ý gì. Phó Dương Hy suýt chút nữa lại lên cơn tự kỳ, nhịn xuống, cậu bắt đầu, lý trí, phân tích hay là do chê y mặt hoặc tóc cậu có vướng gì? Mình khê nuốt nước miếng, tỉnh táo lại. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Nắm tay và ôm là một nhẽ, nếu đột ngột kiễng chân lên hôn, chắc chắn Phó Dương Hy sẽ rất tức giận đến xa sầm mặt mũi, đánh mình thành đầu heo mất. Mình khê cầm trà sữa, bịa chuyện, không, chỉ là chê y tóc cậu có vướng gì đó thôi. Quả thế phó dương hi thấy may mắn vì mình không tự luyến hai người bước đến một góc mình khê nói cúi đầu xuống tôi giúp cậu phủi đi con gái phiền phức thật đấy phó dương hi sụ mặt ra vẻ phó thiếu gia tôi đây không thích người khác sờ vào tóc mình nhưng vì cậu là đàn em nên miễn cưỡng cho cậu sờ một chút không mấy tình nguyện cúi đầu mình khê một tay cầm trà sữa tay kia thì nâng lên phủi thứ gì đó khỏi đầu cậu lúc phủi tay cô chạm vào tóc cậu tóc con trai khác hẳn với con gái ngắn ngắn cứng cứng trông có hơi giống cún con lông tóc trụi lùi mình khê không kìm được mà xoa xoa vài cái khi cô nhận ra mình vừa làm gì thì vội vã buông tay có tật giật mình nghiêng mặt đi trông mặt phó dương hy xa sầm như đang bực mình thực tế thì bên tai cậu đỏ bừng cũng quay mặt đi nốt bầu không khí trở nên căng thẳng minh khê nói cô giáo bảo buổi chiều sẽ giải đề có dặn phải đến sớm một chút nửa tiếng nữa tôi phải về rồi phó dương hy gật gật đầu lạnh lùng đáp vậy về thôi đừng nhỡ việc quan trọng nói xong hai người cùng sóng vai bước về phía khách sạn Phó Dương Hy chẳng biết lôi từ đâu ra một chuỗi mứt quả. Dưới ánh mặt trời, mứt quả lấp lánh long lanh. Chuỗi mứt được cậu dơ qua. Phía bên ngoài là dòng xe cổ ồn ào náo nhiệt hơn phân nửa đều bị thân hình cao lớn của Phó Dương Hy che đi. Ở góc nhỏ này, chỉ còn lại yên tĩnh ngập tràn, chảy xuôi cùng thời gian. Bên ngoài chuỗi mứt được bọc ni lông sạch sẽ, thêm cả một tầng giấy báo, một viên mứt lộ ra ở chóp, được phủ nước mật màu vàng óng ánh, kèm theo màu đỏ sẫm của quả, thoạt nhìn đã thấy vừa chua vừa ngọt. Cho cậu này, Phó Dương Hy một tay cắm túi quần, đầu thì quay qua nhìn dòng xe cộ bên ngoài, ra vẻ như chỉ tiện tay cho Triệu Minh Khê. Minh Khê vui vẻ hỏi, ở đâu ra đấy? à lái xe nhà tôi mua cho con dư ra một chuỗi phó dương hy đợi triệu minh khê nhận mất quả rồi thì cũng cắm nốt tay còn lại vào túi quần sắc mặt ghét bỏ mấy món ẻo là như này tôi không ăn cho cậu tiêu hóa hết vậy minh khê ăn thử một viên trong miệng lúng búng cảm ơn lái xe nhà cậu nhé anh ấy bao nhiêu tuổi có đẹp trai không vậy Phó Dương Hy chỉ hận sao không thể lắc bả vai của cô thật kịch liệt tức giận nói, nghĩ cái gì đấy, tiểu lý đã kết hôn rồi. Minh Khê, cô có thể nghĩ gì cơ chứ? Cô chẳng nghĩ gì hết mà. Ừm, cảm ơn quà của cậu, tôi rất thích. Minh Khê giơ mất quà, nói, không thì tôi cũng tặng cậu một món quà nhé. Minh Khê nói đến đây, thấy hơi căng thẳng, không kìm được mà l i ta l ta môi lại chỉ liota được vị đường ngọt lịm đến tận trong tim ồ là cái gì phó dương Hì cảm thấy vụ quà đáp lễ này khá mới mẻ tuy không quá vui nhưng nếu bé khẩu trang đã nói muốn tặng thì cậu cũng chỉ còn cách nhận dưới hàng cây chê y đoạn đường ngoài cửa khách sạn giữa trưa ánh nắng đọng ở chê y mặt cảm giác vừa ấm áp mà cũng có hơi khó chịu mình khê cố nén trái tim loạn nhịp giả bộ như chỉ đang tiện tay tìm đồ trong túi áo khoác lôi ra. Một sợi dây buộc tóc, màu đen lấp lánh như lông quả, dưới ánh mặt trời có cảm giác trong suốt. Dù vậy, nhìn sao cũng thấy đây là vật dụng của con gái. Phó Dương Hy còn tưởng bé khẩu trang định buộc tóc, nào ngờ bé khẩu trang lại bảo cậu mở lòng bàn tay ra, đây là quà đáp lễ cho cậu đầu ngón tay minh khê chạm nhẹ lòng bàn tay của phó dương hy rồi tách ra ngay như lông chim lướt qua lại khiến tay phó dương hy như tê dại phó dương hy dày buộc tóc nhưng tóc cậu ngắn thế này thì buộc kiểu gì tư duy của con gái thật là khó hiểu phó dương hy gì đây minh khê cảm thấy tính phó dương hy vừa xấu lại còn táo bảo suốt ngày như quả sầu riêng lởm chởm gai tuy không có bạn gái nào theo đuổi cậu nhưng mà cậu đẹp trai như vậy chắc chắn có rất nhiều vệ tinh xoay quanh ví dụ như vụ cờ cá ngựa lần trước tuy hiện giờ cậu còn chưa thông suốt cũng không xác định liệu cậu ấy có thích mình không nhưng dựa theo thói quen của minh khê cô phải dành cơ hội tiên thể chủ quyền trước nhét cậu vào trong phạm vi sở hữu của mình nữ sinh khác nhìn thấy cậu dùng dây buộc tóc nữ này sẽ biết cậu đã là hoa có chủ sẽ không tùy tiện lại gần nhất là vụ cờ cá ngựa lần trước không có gì đâu mình khề ẩm ừ nói chỉ là một dây buộc tóc tôi thấy đẹp nên từng đem đi khai quang cậu đeo lấy đi sẽ giúp may mắn hơn đó. Phó Dương Hy nghe Triệu Minh Khê vì mình mà chuyên môn đi khai quang một sợi dây nhỏ, chợt đỏ hết cả vùng cổ, tuy bày vẻ mặt mấy trò của con gái phiền chết được nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo ở tay phải. Đúng là có hơi ẻo là, một cậu trai cao 1m88 lại đeo dây buộc tóc. Nhưng Minh Khê lại không kìm được sự vui vẻ, tâm trạng rất tốt cô có cảm giác như mình vừa nhân lúc phó dương hy còn đang mù mờ đã để lại ấn ký đây là người của tôi chê y cậu thế tôi về khách sạn cuối tuần gặp nhé mình khê vẫy tay tiến vào khách sạn ừ phó dương hy cũng nâng tay vẫy vẫy mau vào đi không thì nhỡ việc chính của tôi sau khi triệu minh khê vào trong phó dương hy đứng thêm một lát ngoài cửa khách sạn rồi mới dương khóe miệng vui vẻ đi về Lúc sau, một chiếc xe màu đen đỗ lại. Cậu ngồi vào xe. Sau khi cậu lên xe, lái xe tò mò nhìn sợi dây buộc tóc ở tay phải cậu. Chuyện gì thế này? Thiếu gia yêu đương ư? Nhìn gì mà nhìn? Tùy Phó Dương hy cảm thấy đeo cái này chê y tay ẻo là bỏ sừ, nhưng vẫn rất nâng niu nó, cậu vội kéo tay áo xuống, che đi không cho tiểu lý nhìn nhưng kéo áo xuống rồi cậu lại không kìm được mà muốn khoe khoang lại vén tay áo lên mặt cậu nghiêm túc giơ cổ tay tới trước mặt tiểu lý đắc ý vô cùng thấy anh thích xem như vậy nên cho anh nhìn một cái đấy được khai quang rồi biết chứ anh không có đúng không tiểu lý thiếu già ngốc ngách nhà tôi yêu rồi làng nước ôi, bằng 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 thời gian tập huấn trôi qua rất mau, đám bổ xương cũng chỉ sinh sự đúng một lần đó, cường độ huấn luyện càng ngày càng nặng, 21 người trong đội đều bận bịu đến tận khi trời tối đen, không hơi sức đâu nghĩ mấy chuyện đường ngang ngõ tắt nữa. Trong suốt 10 ngày tập huấn, những tuyển thủ còn lại dần dần có ấn tượng mới với Minh Khê lúc mới đầu họ cảm thấy lọt vào danh sách nhờ đi cửa sau không có chút tiếng tăm gì trong giới thi đua lần tham dự này e cũng chỉ là đi cho vui nhưng ai ngờ rất nhiều đề bài khó nhằn trong quá trình tập huấn cô đều giải được tốc độ cũng không kém cạnh gì với bên đội tuyển của thẩm lệ nghiêu thế là ấn tượng của những người này dần đổi mới nhưng lúc này cũng chỉ là hơi chút thay đổi ấn tượng, cảm thấy cô dựa vào bản lĩnh cá nhân thật sự, để tham gia thi đua mà thôi, họ cũng không cho rằng cô đủ tài năng để đạt được thành tích gì, hội thi đua giữa 100 trường còn có vô số người tài giỏi hơn. Dù cô có giỏi, cũng chỉ thuộc dạng học sinh giỏi bình thường mà thôi. Cứ thế, 10 ngày trôi qua trong bận rộn, đoàn người trở về trường học, ngày về đến trường là vào thứ hai xe buýt chậm rãi dừng trước cửa trường học đúng 10 giờ sáng, thuộc tiết học thứ hai. Học sinh còn đang ngồi trong lớp, sân trường không có mấy người, chỉ có một vài thầy cô giáo đi ngang qua. Lúc đoàn người bước về tòa nhà của ba lớp đụng phải mấy học sinh trực nhật của lớp chất lượng và lớp quốc tế. Học sinh trực nhật đồng loạt nhìn qua phía họ rồi túm tụm lại nói thầm thi đoàn người tập huấn về cảm thấy hơi kỳ quặc lúc họ đi tập huấn thì phải nộp di động cho nên cũng không rõ chuyện gì xảy ra ở trường chẳng lẽ họ bỏ lỡ điều gì ư càng đến gần tòa nhà trong những người tập huấn có một số người không kìm được mà lôi điện thoại ra lên diễn đàn xem có chuyện gì không nhìn xong có người chợt nhỏ giọng hô một tiếng vãi có gì hot có người hỏi cậu tự đi mà xem Triệu Viện bước đến cửa phòng học, khóe mắt liếc Triệu Minh Khê đang lên tầng, trong lòng mày nghĩ xem nên làm thế nào để hòa nhau một ván. Rời nhà có hữu dụng không nhỉ? Có lẽ nên làm thêm một số việc trước khi rời nhà. Bỗng nhiên, cô ta cảm giác được, rất nhiều bạn học trong lớp đều đang ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt họ có chút khác lạ, như kiểu phấn khích vì hóng được tin nào đó. Họ đang nhìn mình ư? triệu viện nhíu nhíu mày bước về chỗ ngồi chỗ của cô ta ở dãy thứ ba phải bước qua bục giảng trùng hợp là lộ diệp đang đứng chê y bục giảng lau bằng cậu ta cúi đầu nhìn cô ta một cái từ lần làm hỏng việc trước trong lòng triệu viện càng ngày càng bực lộ diệp cô ta không hề đi xem phim cùng cậu ta đối xử với cậu ta vô cùng lạnh lùng dạo gần đây lộ diệp luôn ấp a à ấp úng muốn đến gần nữ thần rồi lại không dám nhưng bây giờ triệu viện lại cảm thấy ánh mắt cậu ta rất quái dị ấy không phải ánh mắt nhìn người mình ngưỡng mộ mà pha lẫn giữa một chút kỳ quặc kinh ngạc tỉnh ngộ triệu viện chỉ tưởng đây là thủ đoạn của cậu ta để khiến cô ta chú ý tới mình cho nên chẳng buồn liếc cậu lấy một cái bước nhanh về chỗ ngồi rất nhanh sau đó cô chủ nhiệm diệp băng vào lớp dặn dò ngắn gọn về kế hoạch học tập sắp tới đồng thời nhắc nhở các bạn học tham dự tập huấn và thi đấu vòng loại phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái về lại guồng quay học tập bình thường tốc độ nói của diệp băng luôn rất mau ánh mắt cô ấy cũng không ngừng chê y người học sinh nào quá lâu nhưng không biết có phải triệu viện tưởng tượng hay không cô ta cảm thấy tầm mắt cô diệp băng lúc nhìn về phía mình có hơi khựng lại một chút tạm dừng hai giây mới vội rời mắt đi trong lòng triệu viện nôn nao dự cảm không lành càng ngày càng mạnh cô ta nghe loáng thoáng những tiếng bàn luận nhỏ bên người hình như có nhắc đến hai chữ triệu viện triệu viện cứng đờ người quay qua chỉ thấy các bạn học đều tránh đi tầm mắt của mình bạn cùng bàn với cô ta là bồ xương nhưng trong lúc tập huấn quan hệ giữa hai người vỡ tan lúc này mặt mày bồ xương lạnh lẽo hoàn toàn không có ý muốn giúp cô ta hỏi thử xem chuyện gì đang xảy ra ngạc tiểu hạ ngồi cách đó không xa thì vẫn luôn lén nhìn cô ta thấy cô ta nhìn qua thì cũng quay mặt đi ngay tắp lự rốt cuộc đã xảy ra việc gì tại sao tập huấn về xong ai cũng nhìn chăm chăm mình hay là lộ diệp lại gây chuyện nếu tự mình đi hỏi thăm thì hơi mất thể diện triệu viện cắn cắn môi lôi điện thoại ra lên diễn đàn nhìn cô diệp băng còn đang đứng dặn dò ở chê y thấy cô ta dùng điện thoại giữa giờ học hơi do dự một lát rồi lựa chọn nhắm mắt cho qua mới đầu triệu viện còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mãi đến khi cô ta đăng nhập vào diễn đàn nhìn thấy tiêu đề topic đang hot nhất chê y diễn đàn Bài đăng nọ vô cùng chói mắt bởi vì lượt click và bình luận đều rất nhiều, liên tục nằm ở trang đầu tiên, cho dù không muốn nhìn thấy cũng khó. Người thân chủ post làm ở bệnh viện có giấy xét nghiệm ADN hoa khôi tiền nhiệm của trường và một bảo mẫu của nhà họ triệu. Kỳ quặc là kết quả cho thấy hai người họ có quan hệ mẹ con. Trong nháy mắt, não Triệu Viện chưa kịp tiếp nhận thông tin, nhưng chỉ đọc được tiêu đề này đã đủ khiến cô ta tức sôi máu, không thể khống chế được cơn tức của mình. Đứa nào nói nhăng nói cuội, sao cô có thể có quan hệ huyết thống với Trương Ngọc phân được? Một bà bảo mẫu, trang đầu tiên có đăng tải giấy xét nghiệm. Bình luận ở dưới đã kéo dài đến mấy ngàn cái. Topic có hơn 200 trang, đủ loại ngôn luận, thật hay đùa chỉ dựa một tờ giấy xét nghiệm thì có thể nói lên điều gì chứ? Tôi còn nhặt bừa hai sợi tóc rồi nói có quan hệ cha con được kìa, chủ post có thù lớn cỡ nào với triệu viện vậy? Mới đầu đa số người cũng hoài nghi giấy xét nghiệm là giả. Nhưng học sinh trường trung học A à đa số là con nhà giàu, một số học sinh có cha mẹ làm bác sĩ, cũng có học sinh giỏi máy tính, họ đều tự kiểm chứng một lượt. Tầm khoảng bình luận thứ 200, có một nam sinh thuộc thế gia y học bình luận rằng tờ giấy xét nghiệm này là hàng thật, đúng là mẫu giấy của bệnh viện và hoàn toàn hợp lệ, cộng thêm một nam sinh lớp thường năm ba, rất am hiểu máy tính cũng thử kiểm tra và đứng ra khẳng định tờ giấy xét nghiệm này không có dấu hiệu Photoshop. Bắt đầu từ khúc này, dần dần có người tin tưởng giấy xét nghiệm này là thật nhưng cũng có người ngay lập tức đặt ra nghi vấn thế nhỡ đây không phải là adn của triệu viện và người bảo mẫu kia mà do ai đó muốn hãm hại triệu viện tùy tay dùng tóc của mẹ mình rồi nói rằng thì sao quá ác độc thảo luận càng ngày càng náo nhiệt có một nữ sinh có cha mẹ công tác ở bệnh viện số 3 không nín được mà bình luận, định không nói rồi, nhưng mà cuối tuần trước, bệnh viện số 3 quả thực có tên Triệu Viện và Trương Ngọc Phân trong danh sách mẫu xét nghiệm. Bình luận này vừa xuất hiện, khiến cả diễn đàn suýt thì nổ tung. Đề tài phát triển sang một phương hướng không ai ngờ đến. Mới đầu còn có người nghi ngờ độ xác thực của giấy xét nghiệm, trải qua hơn 400 bình luận, đa số người đều đã xin mẫu giấy xét nghiệm này là thật. Tuy trong đó vẫn còn bình luận bác bỏ của những người hâm mộ triệu viện, nhưng số lượng không nhiều. Thảo luận càng ngày càng náo nhiệt, một người nối một người suy đoán, cho nên rốt cuộc là chuyện gì? Hoa khôi cũng là con gái riêng của cha mình và bảo mẫu tôi mới tra xét mấy công ty lớn lớn nhỏ nhỏ nhà họ triệu khá nổi tiếng ở thành phố chúng ta tài sản không ít cha triệu viện tên triệu hoành trí trời ạ à, vợ ông ta và các công nhân có biết ông ta ngoại tình với bảo mẫu còn đẻ ra con gái riêng không rep cmt che y vợ triệu hoành trí chắc chắn biết rồi không thì sao lại để triệu viện ở trong nhà mình nhiều năm đến thế thế thì lỗ chết thay bảo mẫu nuôi con gái riêng nếu giả thiết cả nhà họ triệu đều biết triệu viện là con gái riêng vì sao anh trai triệu viện lại đối cổ tốt như vậy lớp bọn tôi trước kia ai cũng từng thấy anh trai cổ lái xe đến đón cổ cmt chê y lộ là mình học lớp chất lượng năm ba rồi kìa mà thôi, tầm này cũng không rảnh mắng cậu bỏ đá xuống giếng với bạn cùng lớp, dù sao ở đây ai ai cũng hit dreamer cả. Ai mà biết được nội bộ nhà họ thế nào, nhưng nhà họ Triệu siêu loạn thì chắc là sự thật rồi. Ê, nghe nói anh hai của Triệu Viện là nghệ sĩ đấy, tên Triệu Mặc thì phải, xảy ra chuyện này liệu có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của ảnh không? Có một vấn đề nữa nếu hoa khôi tiền nhiệm là do Trương Ngọc Phân đẻ cho Triệu Hoành Trí, thế sao bà bảo mẫu Trương Ngọc Phân kia còn sống ở nhà họ Triệu nhiều năm thế được? Đừng hỏi tôi là ai, Triệu Viện từng tổ chức sinh nhật ở nhà, ai cũng biết hai tháng trước Trương Ngọc Phân còn từng làm bảo mẫu ở nhà cổ, không nín được, phải cảm thán một câu, bà bảo mẫu kia chê y ảnh trông xấu quắc Triệu Hoành Trí giàu gì ra sản cũng bạc Triệu mà gu kém thật đấy chấm 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 bình luận cực đoan một câu lại tiếp một câu triệu viện vừa mới tập huấn về giờ mới biết chuyện mà tiêu đề của topic này được đăng từ ba ngày trước có nghĩa là đã có vô số người trong trường và cả các trường khác nhìn thấy topic hơn nữa còn tham dự thảo luận thảo nào ban nãy lúc mới vào ánh mắt của mọi người đều có chút quái lạ đến cả cô chủ nhiệm cũng có vẻ do dự muốn nói lại thôi Triệu Viện vừa tức vừa thẹn, không dám xem tiếp topic này nữa, tim cô ta đập bình bịch vì tức, bàn tay nắm di động run rẩy, máu dồn lên não, trước mắt tối sầm, phẫn nộ và sợ hãi như sóng thần ập tới. Phẫn nộ là bởi vì cô ta không phải đứa con riêng nào hết. Sợ hãi là vì bị mọi người phát hiện, hóa ra cô ta hoàn toàn không phải là con cái nhà họ Triệu. Nhưng rốt cuộc là do ai làm? Triệu Viện tức giận vô cùng, Diệp Băng còn đang đứng chê y bục giảng trò chuyện, cô ta lại đột ngột đứng dậy. "Triệu Viện, em làm gì đấy, ngồi xuống." Lời chê y diễn đàn đều là giả. Trái tim Triệu Viện kinh hoàng, hô lớn với cả lớp. Cả người cô ta run rẩy, nước mắt tuôn trào. "Diệp Băng trần an, Triệu Viện, hay là em tới phòng giáo viên ngồi một lát với cô, chuyện chê y diễn đàn nhà trường sẽ giải quyết." Học sinh lớp chất lượng còn đang xì xào bàn tán chuyện này, thấy thế tất cả đều ngừng hóng Dreamer, Triệu Viện ấm ức đến thế, có khi nào việc chê y diễn đàn chỉ là bịa đặt? Thôi, giày kế tiếp Triệu Viện cầm túi sách xông ra ngoài. Kẻ làm ra loại chuyện này còn ai vào đây nữa? Hận cô ta đến thế này chỉ có thể là Triệu Minh Khê, bằng 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 Triệu Viện đỏ ửng mắt lao ra, lớp chất lượng xôn xao, phòng học loạn xạ bát nháo. Diệp băng sợ triệu viện nghĩ quẩn, cũng vội đuổi theo. Cô giáo Diệp băng đi rồi, cả lớp lại càng thêm huyên náo, có một số người không kìm được cũng chạy theo. Họ trông thấy triệu viện vọt lên chê y tầng. Vãi, học ba năm trời mới hít được quả dreamer lớn thế này. Giấy xét nghiệm chê y diễn đàn rốt cuộc là do ai đăng? Phải thù triệu viện sâu đến cỡ nào nhảy? Làm chuyện quá đà như thế? Cậu thấy không đúng hay sao? Tớ thì thấy rất đáng tin mà chủ post kia nói rõ ràng, có chứng cứ, chỉ có cái khó hiểu là sao nhà họ chịu biết triệu viện là con gái riêng mà vẫn nuôi lớn cô ta trong nhà. Nói chung là loạn cây ết iota, ca iota si thích thật. Tớ cũng thấy topic kia phải đúng đến 80% mà các cậu biết gì chưa? Hôm qua ba tớ về nhà có nói, nhà tớ có hợp tác với công ty nhà họ triệu, vụ này hình như cũng lan truyền khắp công ty nhà họ rồi. Cha của triệu viện hôm qua hình như cũng đã biết chuyện. Chuyện chê y diễn đàn trường mà cũng lan đến cả mấy công ty lớn á. Nghe nói là vì có người dán một bản trước cửa công ty của cha triệu viện. Ngoặc kép chấm 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 kép. Giữa không khí ẩm ý của lớp học, bồ xương trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Cô ta dường như nhận ra được điều gì cho nên, đây là lý do dạo này triệu chạm hoài không đến đón triệu viện nữa. Là vì phát hiện cậu ta là con gái riêng. Nhưng thế lại càng khó hiểu, vụ của triệu Minh Khê là sao đây? Trường học nhao nhao ồn ào, ở nhà, ông triệu cũng đang giận dữ vô cùng tối hôm qua ông đã cảm thấy ánh mắt khi lễ tân dưới tầng chào ông giám đốc triệu có hơi kỳ quặc sáng nay đến công ty mới biết có một tin tức chấn động ngày hôm qua có người dán một mẫu giấy xét nghiệm con lên cửa công ty tối qua sau khi có mấy công nhân phát hiện ra liền nhanh chóng xé nát tờ giấy khỏi cửa nhưng nội dung chê y giấy thì như mọc thêm cánh đến sáng nay đã bay khắp công ty bây giờ ông triệu không hề muốn nhớ lại lúc trợ lý đầu túa mồ hôi bước vào báo cáo với ông việc này ông nhìn tờ giấy xét nghiệm nọ sắc mặt xám ngắt vò nó thành một cục ném xuống đất ông triệu tức đến độ nói tục là đứa chó nào làm ông hỏi trợ lý trợ lý nào hay vội đáp để tôi tới ban bảo vệ kiểm tra camera nhưng việc quan trọng nhất bây giờ đương nhiên không phải đi tra xem ai cố ý dán giấy chê y cửa công ty, mà là kiểm tra xem nội dung chê y giấy rốt cuộc là thật hay giả là chuyện như thế nào. Triệu viện sao lại, có quan hệ huyết thống với Trương Ngọc Phân được. Trương Ngọc Phân là người nào? Ông Triệu nhớ mãi không ra, đến khi nghĩ tới bà bảo mẫu bình thường lười đánh răng đã bị nhà ông cho nghỉ việc, ông tức đến độ suýt tăng huyết áp. Trợ lý do do dự dự nói thêm, diễn đàn trường chỗ con ngài học hình như cũng đang thảo luận việc này, đối phương đã đăng một bản lên diễn đàn, bây giờ ai cũng đang bàn luận. Bàn cái gì? Ông triệu tức đến nổi gân xanh, đi đi lại lại trong văn phòng, quăng vỡ ba cái chén. Trợ lý hoảng hồn nhìn ông một cái, cắn răng nói, nói ngài tằng tiệu với bảo mẫu, rồi đẻ ra triệu viện còn nói khẩu vị ngài mặn, ra tay với cả bảo mẫu. Ngoặc kép chấm 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 chấm. Sao có thể? Ông Triệu phẫn nộ, mặt mũi đỏ tưng bừng, đỏ đến tận mang tai, tiếng hồ như tiếng sư tử giống, ai dám nói linh tinh thì đuổi việc ngay lập tức nhưng loại tin tức ngoài luồng này là chuyện hay bị đàm tiếu say xưa nhất chưa đầy một buổi sáng, không riêng công nhân ở công ty triệu hoành trí, đến cả nhân viên công ty tòa nhà kế cũng đều cười đến sấp ngửa. Chê y chán ông triệu nổi gân, lúc ông lái xe từ gara về nhà, hai thanh niên ở công ty cách vách còn đang cầm cà phê nói về chuyện này, thật hay đùa. Lão già ở cách vách á chưa nói dứt lời, họ đã phá lên cười, thế có ảnh chụp của mẹ bảo mẫu kia không? Vãi, thế này á? À? Bảo là 50 tuổi mà nhìn như hơn 60, ngoại tình với ai cũng đỡ hơn với mẹ này. Khẩu vị mặn thật, ông Triệu tức đến đau tim, đóng cửa xe thật mạnh, mắt trợn trừng, bằng 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 Triệu Viện sao có thể là con Trương Ngọc Phân? Bao nhiêu năm nay chúng ta hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì cả nhà họ chịu đều như bị xét đánh việc này có thể có rất nhiều nghĩa có nghĩa là năm xưa hai đứa trẻ bị cháo có thể là do cố ý cũng có nghĩa là có thể con của họ bị người cố ý vứt bỏ suýt thì đã bị đông chết đối phương lại nhét một đứa trẻ hoàn toàn không có quan hệ gì với họ vào bao năm qua họ cho nó ăn ngon mặc đẹp hưởng sự dạy dỗ tốt nhất thậm chí đối phương còn làm bảo mẫu ở nhà họ nhiều năm đến thế vẫn luôn rất gần gũi với triệu viện đối phương ác ý cướp đi cuộc sống mà con họ đáng lẽ phải được hưởng, nhưng lại không hề bị tổn thất gì, vẫn có thể sống cùng con mình. Nghĩ đến việc giả thiết này có tỷ lệ là sự thật, người nhà họ chịu ai nấy đều ghê tởm, phẫn nộ vô cùng. Nếu giả thiết này là thật như vậy Trương Ngọc Phân chính là hung thủ, còn họ lại nuôi nấng con hộ hung thủ suốt 18 năm trời. Hơn nữa họ còn vì quá mức yêu thương con của hung thủ mà để đến nỗi bị con đẻ quay lưng. Mặt bà triệu trắng bệch ngồi sụp xuống, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện rốt cuộc là như. Thế nào, quá hoang đường, mặt triệu chạm hoài xa sầm, ai tưởng tượng mà quá đà thế này, lại còn lan truyền khắp nơi. Anh ta hoàn toàn không dám suy ngẫm giả thiết đáng sợ kia. Triệu Vũ Ninh đâu? triệu mặc hỏi nó ở trong trường có biết chuyện không triệu chạm hoài đáp nó không mấy khi lên diễn đàn năm một với năm ba còn chia khu chắc là không biết nhưng trợ lý lý có nói ba hôm trước đã có bài đăng chê y diễn đàn trường bọn nó bây giờ đang rất loạn cũng có khi hôm nay nó đã biết rồi rốt cuộc là chuyện quái gì đây Triệu mặc bực bội vuốt tóc, đã có người mò đến tận Weibo bua của em để tìm hiểu. Người đại diện bảo em mau về công ty, không thì phóng viên có thể sẽ đến nhà tìm em. Em không ở nhà được đâu. Cơn tức của ông Triệu sôi trào như núi lửa, phải cố nén để hơi bình tĩnh lại. Vậy mau về công ty đi. Còn ở nhà e là chỉ gặp phiền hà thôi, lại cũng không giúp ích được gì bà triệu nhặt giấy xét nghiệm lên nhìn dần định thần lại ôm ngực khóc hỏi triệu hoành trí tên khốn nhà ông hay là ông thật sự có gì đó với trương ngọc phân làm gì có chuyện ấy triệu hoành trí tức run người không hề giữ hình tượng nhảy dựng lên dù tôi có thèm của lạ thì cũng phải tìm mấy người mẫu trẻ trương ngọc phân chỉ là một bảo mẫu sao tôi có thể có gì đó với mụ ta được Bà có biết bây giờ ngoài kia người ta đang nói tôi thế nào không? Công nhân công ty tôi bây giờ đều đang cười nhạo tôi sau lưng, đã lúc này rồi, bà cũng đừng sinh sự nữa. Triệu Trạm hoài lý trí hơn một chút, nói, bây giờ chưa khẳng định được gì cả, chỉ e là đối thủ cạnh tranh với cha cố ý bịa chuyện nữa. Nếu muốn chứng thực thì tự nhà ta phải đem tóc Trương Ngọc Phân và Triệu Viện đi xét nghiệm triệu mặc em về công ty trước chị vương đỡ mẹ em lên tầng nghỉ ngơi đi rồi anh hỏi ông triệu ba ba cảm thấy bây giờ nên giải quyết thế nào nói xong triệu chạm hoài cũng không nhịn được hít sâu một hơi không thể để dư luận tiếp tục bàn tán nữa không thì thanh danh của ba tiêu tùng mất họp cổ đông tháng sau tổ chức kiểu gì con cũng không mặt mũi nào mà tham dự ngoại tình với bảo mẫu trong nhà việc này nói lớn cũng lớn mà bảo nhỏ cũng nhỏ nhưng vấn đề là ảnh hưởng đến thể diện ông triệu nghĩ mà xem ông đã bao tuổi rồi còn ngoại tình với bảo mẫu trong nhà rồi những người trong giới sẽ nhìn ông ra sao sau này lúc thương thảo lúc đánh gôn đám đàn ông trung niên sẽ ở sau lưng cười nhạo ông thế nào và cả các bà vợ trong giới đều lắm miệng cả chỉ sợ không đến hai ngày chuyện này sẽ truyền khắp giới ba phải mau chóng quyết định đi triệu chạm hoài và trợ lý đồng thời nói ông triệu bực bội cào tóc bằng 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 ngạc tiểu hạ thấp thỏm ngồi trong lớp nhìn quanh thấy mọi người loạn cào cào nhất là triệu viện cảm thấy thù lớn như được trả cô ta không nhịn được đung đưa chân tháo tai nghe xuống bây giờ chỉ việc chờ xem kịch vui thôi lý do cô ta mới chỉ dùng mẫu xét nghiệm chứng minh triệu viện và trương ngọc phân là mẹ con ruột mà chưa tung mẫu xét nghiệm thể hiện triệu viện và triệu vũ ninh không phải chị em ruột ra là bởi người chơi hệ đạo diễn như cô ta rất chú trọng chuyện cài cấy nhiều tầng plot twist nếu tung hết tin ra trong một lần để ai cũng biết triệu viện không phải con gái nhà họ triệu mà là con của bảo mẫu tin nóng hồi nhất lộ ra hết thì còn gì để hóng nữa phải để mọi người lầm tưởng triệu viện là con gái riêng của ông triệu với bảo mẫu thì mới quấy đục bể nước được thấy ngạc tiểu hạ cười tủm tỉm bồ xương nhìn cô ta một cách kỳ dị chê y người triệu viện xuất hiện quả dưa sao to bự khiến cô ta vui vẻ đến thế ư ừ, sao gua dưa bằng bát quái bằng rumor dreamer. nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu lúc trước triệu viện gặp phải chuyện như vậy hai người họ chắc chắn sẽ tranh nhau lao ra mắng chửi người bảo vệ triệu viện nhưng bây giờ cả hai người không một ai đứng về phía triệu viện mà trái lại còn có cảm giác o a -i -o ta trá khi thấy triệu viện gặp họa rốt cuộc đây là lỗi triệu viện hay là lỗi của hai người họ bồ xương bĩu môi cảm thấy mình vẫn khác xa ngạc tiểu hạ không muốn đánh đồng bản thân mình với cô ta bên phía minh khê lúc cô về đến phòng học buông cặp sách thì cũng đã hay chuyện Nguyên nhân không ai khác ngoài thành viên cốt cán của tập đoàn ăn dư hóng thị phi, Kha Thành Văn. Kha Thành Văn vừa trông thấy cô, mắt vụt sáng, nhanh nhỏ súm lại, triệu minh khê, chuyện chê y diễn đàn là thật hay giả thế, cậu có biết gì không, còn chưa dứt lời, cậu ta đã bị phó Dương Hy đẩy ra. Phó Dương Hy hầm hừ lườm cậu ta một cái, nói, muốn nói cứ việc nói, đừng có duỗi cổ như rùa sán lại gần, nước bọt sắp văng tới chỗ tao rồi đây này. Cậu ấy mới thi vòng loại bên khu tập huấn xong, làm sao mà biết được chuyện chê y diễn đàn. Các cậu đang nói gì thế? Chống ngực Minh Khê đập mạnh, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện xấu gì liên quan đến mình cớ gì mà suốt quãng đường từ xe bát xuống cho đến lên phòng học cô đều thấy có người đang túm tụm bàn tán cô nhìn phó dương hy thấy phó dương hy không định nói bèn ngồi xuống quay sang hỏi kha thành văn tóm lại là chuyện gì liên quan đến tôi à tinh thần hóng hớt của kha thành văn thiêu đốt bừng bừng chuyện nói ra thì dài Mình khê thế thì cậu nói ngắn gọn thôi sắp vào học rồi Phó Dương Hy không mấy vui khi thấy cô ngồi gần Kha Thành Văn đến thế, cậu nâng tay đặt chê y đầu cô, xoay đầu cô lại, thở dài, thích nói chuyện thì quay lưng cũng nghe được cổ xoay mạnh thế, không sợ mỏi à. Mình khê nhìn Phó Dương Hy, hả? Phó Dương Hy đáp là việc của triệu viện bên lớp chất lượng cơ mà chuyện cô ta thì liên can gì tới cậu? Kha Thành Văn chen miệng, khái quát trong một câu, có người tung tin xấu của triệu viện chê y diễn đàn. Ba người đang nói chuyện rôm giả thì thầy Lư bước vào, vừa vào lớp đã bước đến chỗ bọn họ, than thở, triệu minh khê, cơ hội tham dự thi đua rất hiếm có, em nên tập trung học hơn mới phải. Trước khi đi tập huấn thì toàn nhìn chầm chầm bạn cùng bàn, bây giờ đi tập huấn về vẫn y chang không khác không thì tôi đổi chỗ cho hai đứa phó dương hy suýt thì đập bàn nhảy dựng lên tức mình nói lư vương vĩ ông đừng có mà sinh sự minh khê cũng hoảng sợ thầy ơi không cần đâu ạ à. hai câu từ chối đồng thời thốt ra nói xong hai câu này cả minh khê lẫn phó dương hy đều cứng đờ người bầu không khí xấu hổ hai người đỏ hết bên tai có tật giật mình đồng loạt quay đầu không dám nhìn nhau lư vương vĩ đang định nói tiếp phía bên ngoài chợt truyền đến tiếng người xôn xao gì thế này chỉ thấy cô giáo diệp băng và đám học sinh lớp chất lượng cùng ùa tới đây nhưng khác với lần gây gổ trước lần này đám học sinh ở sau hình như chỉ đang phấn khích vì hóng thị tất cả đều theo sau một nữ sinh mà nữ sinh đứng đằng trước nọ lư vương vĩ nhận ra đó là triệu viện lớp chất lượng thấy cô ta mặt mũi tái nhợt trông tức giận đùng đùng mắt đỏ ngầu trong lòng lư vương vĩ cảnh giác cảm thấy cô ta định gây sự với học sinh lớp mình thế là chưa đợi đám người đến gần thầy đã bước lên trước hỏi có chuyện gì đến lớp chúng tôi có chuyện gì triệu viện nhìn chằm chằm phó dương hy và triệu minh khê đang lấp ló trong phòng học khóc không thành tiếng nói là các người làm phải không ỷ thế hát ta người quá đáng Cơn tức của Phó Dương Hy bùng lên, cậu đập bàn đứng dậy, chỉ vào bản thân, không dám tin mà hỏi, con bé đó nói tôi ấy à? Định gây sự với tôi. Chán sống rồi. Mình khê mới về lớp, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cô nhíu mày, đăng nhập vào diễn đàn trường dưới sự chỉ đạo của Kha Thành chưa đợi phó dương hy ra tay đám đàn em của cậu trong lớp quốc tế đã xông xáo tức giận hộ vừa phải nhé chuyện gì cũng đổ lên đầu đại ca bọn này là sao không tự nhìn lại mình đi đã đủ tư cách để đại ca liếc mình một cái chưa mà ảo tưởng sức mạnh trường hợp sắp náo loạn thì từ thang lầu bên kia có một người bước lên chính là trợ lý lý diệp của ông triệu Triệu viện trông thấy người quen, mắt lại càng đỏ. Lý Diệp ăn diện chỉn chu bước tới, giờ danh TH Iota ra cho Diệp Băng và Lô Vương Vĩ kiểm tra rồi nói, tôi là trợ lý của ngài Triệu Hoành Trí. Chuyện là vậy, ông chủ tôi bận, không đến được, nhưng việc lần này cũng đã đến tai ông chủ, ông ấy cử tôi đến xử lý. Tiếng ồn ào chê y hàng lang tức khắc im bặt, mọi người phấn khích mà hóng thị trong im lặng. Họ đều đang đợi xem Lý Diệp sẽ nói gì tiếp. Đây chính là đại diện của một nhân vật khác trong vụ thị phi lần này, Triệu Hoành Chí. Tim ai nấy đều đập bùm bùm vì Kaiota CS -si động. Trong đám đông, có người không nén được mà hỏi, rốt cuộc Triệu Viện có phải là con gái riêng với bảo mẫu không? Không phải, Lý Diệp kiên quyết lắc đầu, có một việc mọi người không biết, cô Triệu Viện đây, với nhà họ Triệu lời này khiến bốn phía đều kinh ngạc lý diệp nói tiếp nhà họ triệu vẫn luôn nuôi nấng triệu viện như con gái đẻ việc cô ấy có quan hệ mẹ con với bảo mẫu cũng là chuyện đến bây giờ ông chủ tôi và người nhà ông chủ mới hay họ cũng thấy rất kinh ngạc cho nên cử tôi đến đón cô triệu viện về để xét nghiệm adn một lần nữa mặt triệu viện biến sắc hô hấp dồn dập bất ngờ nhìn chằm chằm lý diệp sáu chữ không có quan hệ máu mù này là ai sai anh ta nói ra cho nên bí mật mà cô ta liều mình muốn giấu giếm cứ thế mà bị ông triệu vạch trần một cách thẳng thừng người nhà họ triệu có từng nghĩ đến chuyện sau những lời ấy cô ta khó mà sống yên trong trường học không gì 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 đám đông không lốt kịp thông tin có người nhịn không được hỏi thêm nếu không có quan hệ huyết thống thì sao lại nuôi như con gái ruột lý diệp trả lời là bởi lúc mới sinh hai đứa trẻ bị ôm nhầm cô minh khê thành trẻ mồ côi còn cô triệu viện bị lầm thành con gái ruột mang về nhà nhà họ triệu và cô minh khê đều là người bị hại bây giờ biết được quan hệ giữa bảo mẫu trương ngọc phân và cô triệu viện chúng tôi đều rất kinh hãi nên quyết định muốn kiểm tra tính thật giả của chuyện này nếu là thật nhất định chúng tôi sẽ yêu cầu bên phía bảo mẫu chịu trách nhiệm lý diệp nói năng rành giọt quyết đoán anh ta vừa dứt lời đám đông chê y hàng lang ngay lập tức tưởng tượng ra được vô số vở kịch từng câu từng chữ vừa rồi đều đủ khiến người khác trợn mắt vì kinh ngạc. Nói cách khác, 18 năm trước ôm nhầm con, Triệu Minh khê mới là thiên kim hàng thật giá thật, Triệu Viện là tu hú chiếm tổ, nhưng lại bị nhà họ Triệu lầm thành thiên kim tiểu thư thật mà yêu chiều. Bây giờ phát hiện ra bảo mẫu vẫn luôn sống ở nhà họ Triệu rất có thể chính là mẹ đẻ của Triệu Viện cũng tức là hung thủ cháu con năm xưa. Lượng tin tức quá lớn, tất cả mọi người đều hoảng hốt đến cùng cực. Lý Diệp cố gắng bình tĩnh. Trước lúc anh ta tới, ông Triệu và Triệu Trạm Hoài đã ra quyết định. Việc đã đến nước này, chuyện quan trọng nhất là phải bảo vệ thể diện của công ty và hình tượng của ông Triệu, không thể để lời dèm pha ông Triệu ngoại tình với bảo mẫu tiếp tục lan truyền nữa vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng công khai việc ông triệu và triệu viện không có quan hệ máu mủ bây giờ trong đầu người nhà họ triệu chỉ còn biết nghĩ đến mẫu giấy xét nghiệm nọ ai còn dành quan tâm tâm trạng đứa con gái có thể là của hung thủ sắc mặt triệu viện trắng bệch cô ta nhìn chằm chằm lý diệp giờ phút này cô hiểu được mình đã trở thành quân tốt bị thí Nhà họ Triệu cũng biết chuyện này cần được giải quyết thật nhanh, chóng lần trước công ty Triệu Trạm Hoài gặp tổn hại rất nặng, vẫn còn chưa hồi phục lại được. Bây giờ nếu danh dự của Triệu Hoành Chí mà cũng tiêu tùng thì công ty nhà họ Triệu sẽ đứng trước nguy cơ bị hạ mức tín nhiệm vô cùng ác liệt thành danh, danh dự những thứ này tạm chưa bàn đến, điều quan trọng nhất là việc có xì căng đan ồn ào sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của các công ty khác trong mối quan hệ hợp tác với nhà họ triệu, tới lúc ấy tổn thất họ gặp phải sẽ còn cao hơn mấy triệu nhân dân tệ lần trước rất nhiều thế nên nếu để người khác coi chủ tịch nhà họ triệu như tên hề vì ngoại tình với bảo mẫu chẳng thà thanh minh với công chúng rằng năm xưa con gái nhà họ triệu bị đánh cháo họ bị lừa cả nhà họ triệu đều là người bị hại từ đó vất hẳn nhà họ ra khỏi bãi nước đục cũng vì thế mà sau khi lý diệp đến trường học ông triệu ngay lập tức chỉ huy cấp dưới gửi email hàng loạt cho cổ đông công ty để giải thích đầu đuôi sự việc về phần triệu trạm hoài anh ta tìm người cha ip che diễn đàn trường và camera trước cửa công ty để tìm bằng được là ai cố ý làm bung bét mọi chuyện mặt khác anh ta cũng cử lý diệp đến trường đón triệu viện về và đi tìm trương ngọc phân lần này nhà họ muốn đích thân đưa hai người đi xét nghiệm ngay lúc nhà họ Triệu đang sứt đầu mẻ chán vì mớ bòng bong thì đám học sinh ở trường trung học A ăn được quả thị to bự nhất 3 năm trở lại đây. Ai nấy đều choáng váng với độ xanh chín sao của quả thị này, đến cả các thầy cô giáo cũng chỉ biết nhìn nhau bất đắc dĩ, không lời nào để nói sao chơi chữ, có nghĩa là mức độ thông tin của một tin tức, bây giờ nhà họ Triệu muốn xét nghiệm ADN một lần nữa, kết quả xét nghiệm thứ hai này chưa có nhưng chuyện thiên kim thật thiên kim giả thì đã như đinh đóng cột. Cạn mẹ lời, từ từ để não tơ lốt đã. Chuyện tưởng chỉ có trong phim lại xảy ra ngoài đời thật. Nếu đúng như lời trợ lý của Triệu Hoành Chí thì nhà họ Triệu và Triệu Minh khê đáng thương thật nhà họ triệu thì không dưng phải nuôi hộ con người khác, đổ không biết bao nhiêu tiền vào một người chẳng phải máu mù, các cậu có nhìn thấy cách ăn mặc của triệu viện không? Không xa xỉ quá đà nhưng đều là hàng hiệu mẫu mới nhất mà nghe nói kỳ nghỉ đông hè mỗi năm cô ta đều được tham gia trại hè ở nước ngoài, chi phí mấy trăm ngàn tệ lận. Nếu là tớ thì tiếc rẻ chết mất kiểu gì cũng phải bắt cha mẹ đẻ triệu viện đền bằng được nhà họ triệu thì đáng thương chỗ nào theo lời ông trợ lý kia thì hai năm trước họ đã biết triệu viện không phải con đẻ nhưng vẫn tiếp tục nuôi thì trách được ai bây giờ mà nhà họ đầy tiền không cần cậu lo hổ tội nhất là triệu minh khê kia kia không dưng lại thành đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng mà còn tớ cảm thấy nhà họ đối xử với triệu minh khê chẳng tốt bằng với triệu viện Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Một nữ sinh lớp chất lượng nói, vẻ mặt chịu hết nổi cái nhà này, năm trước họp phụ huynh, nhà họ chỉ đi cho triệu viện, không ai đi họp cho triệu minh khê. Chuyện này tớ còn nhớ như in. Hơn nữa bây giờ triệu minh khê còn đang ở nội chú trong trường kia. Hay là nhà họ triệu không muốn cổ sống trong nhà, đuổi cổ ra trọ trong trường nói đến đây ai cũng thấy tội nghiệp minh khê má ôi nhà họ chịu bị điên à xin được phép rút lại cảm giác thấy họ đáng thương nhà họ ngoại trừ triệu minh khê ra thì chắc đầu óc có vấn đề cả không phải con đẻ thì đối xử tốt con ruột nhận về nhà lại bị đối đãi thê thảm như thế cậu hiểu làm sao được nuôi nhiều năm như thế đương nhiên phải có tình cảm rồi còn con ruột mới tìm về thì bản chất cũng chỉ là người xa lạ thôi tóm lại người đáng thương nhất vẫn là triệu minh khê cả trường đều xôn xao bàn tán chuyện này nhà họ triệu triệu viện triệu minh khê ba danh từ này xuất hiện khắp mọi xó xỉnh trong trường các lớp học ký túc xá nam nữ căn tin sân thể và cả phòng công tác của giáo viên tuy triệu vũ ninh được gia đình dặn dò không cần để tâm những chuyện khác phải tập trung học hành nhưng giờ phút này cậu ta đào đâu ra tâm trạng mà học nữa đến cả học sinh năm nhất cũng đang bàn tán việc này không ngừng có người phấn khích tới chỗ cậu ta hóng hớt, ví dụ như hỏi gia đình cậu ta phát hiện triệu viện không phải con đẻ bằng cách nào, tìm được triệu minh khê kiểu gì, rồi gì mà hai năm trời sao không tìm cha mẹ đẻ của triệu viện, sao lại nuôi luôn cả hai người con giả con ruột rốt cuộc thì cha mẹ cậu ta nghĩ gì. Triệu Vũ Ninh bực bội vì bị làm phiền, quăng cả sách đi từng câu hỏi của những người này không khác nào những bàn tay tát chê y mặt cậu ta nhìn mà xem ai cũng hiểu người vô tội nhất là triệu minh khê nhưng vì sao trước kia cậu ta và cả nhà lại đều có mắt như mù cũng chính sự thiên vị của cả nhà cậu ta với triệu viện suốt hai năm nay mới dẫn đến việc triệu minh khê đoạn tuyệt với họ những cái này tạm chưa bàn bây giờ lại còn lộ ra triệu viện rất có thể là con của bà bảo mẫu trương ngọc phân triệu vũ ninh vừa tức vừa thấy ghê tởm đến độ muốn ói bạn bè cùng trường chỉ hóng thị nên không biết bình thường ở nhà họ trương ngọc phân như thế nào nhưng triệu vũ ninh thì biết rất rõ bà bảo mẫu đó cậy mình làm ở nhà họ triệu hơn mười mấy năm từ lúc triệu viện mới sinh bà ta đã làm cho nhà họ triệu rồi cho nên bình thường luôn tỏ thái độ khinh miệt những người giúp việc khác trong nhà như lái xe bảo mẫu vương từ bé triệu vũ ninh đã không thích bà ta bởi vì bà ta chỉ biết xoay quanh triệu viện mỗi lần triệu viện tan học về bà ta hết sợ cặp sách triệu viện đeo bị nặng lại sợ triệu viện mệt nhọc chỉ hận không thể bế triệu viện lên tầng chăm bẵm Đương nhiên bà ta không dám bất cần lúc chăm sóc triệu vũ ninh, nhưng không tận tâm bằng lúc chăm triệu viện. Nhưng dù sao bà ta cũng chỉ là một bảo mẫu, được cái lanh lẻ, cũng khá chịu khó làm việc, triệu vũ ninh lại là con trai, tính tình thoải mái nên không so đo nhiều. Thế nên bao năm qua, bà bảo mẫu này ăn mặc đều do nhà họ triệu lo, lại hưởng lương cao nếu không vì lần trước trợ lý của anh cả bắt gặp trương ngọc phân thái độ với triệu minh khê chỉ e hiện giờ bà ta vẫn còn sống ở nhà họ nhưng một bà bảo mẫu như thế lại rất có thể là mẹ đẻ của triệu viện tức là sự thiên vị bà ta dành cho triệu viện là xuất phát từ tình mẹ chứ không phải vì bà ta chịu khó cũng tức là những điều không tốt bà ta từng làm với minh khê có thể đều vì bà ta có ác ý với cô bây giờ ngồi ngẫm lại từng chi tiết triệu vũ ninh chỉ thấy lạnh sống lưng càng nghĩ lại càng cảm giác như bị một bàn tay bóp chặt dạ dày khiến bụng cậu ta nôn nao cảm giác muốn ói nếu chuyện này được xác thực nghĩa là nhà họ bao năm qua đã trả tiền lương cho hung thủ khiến máu mủ ruột già của họ bị lạc mất Triệu Viện đi theo trợ lý Lý Diệp của ông Triệu, nghe nói là xin nghỉ 7 ngày không đến trường, vừa khớp thời gian cho ra kết quả xét nghiệm ADN. Mà làm nhân vật có liên quan, nguyên một ngày Minh Khê đều nhận được ánh nhìn đồng tình của toàn trường. Đám đàn em trong lớp quốc tế vì Phó Dương Hy mà bình thường cũng đã rất hay bảo vệ Minh Khê rồi. Sau khi xảy ra chuyện này, ánh mắt cả đám mỗi khi nhìn Triệu Minh Khê đều như đang nhìn công chúa bị lưu lạc nhà Disney, tranh nhau giúp Minh Khê trực nhật thay cô rót nước và còn liên tiếp cho cô đồ ăn vặt. Đương nhiên, mấy hành động này suýt thì bị Phó Dương Hy nhầm tưởng thành họ định theo đuổi Triệu Minh Khê, mặt mũi cậu xa sầm khiến cả đám sợ chạy mất dép có lẽ do cách dùng từ đứa bé bị bỏ rơi của lý diệp khiến mọi người bị xúc động cả trường từ giáo viên đến học sinh đều tưởng tượng ra không biết bao nhiêu vở kịch với nội dung là minh khê sống vất vưởng từ nhỏ thậm chí có người còn so sánh với phân cảnh tiểu yến từ bị ngược đãi ở hàn hiên kỳ xã hiếu kỳ đến tận lớp quốc tế để xem chê y người minh khê có sẹo hay không nhưng chỉ thấy triệu minh khê xinh đẹp đến phát sáng tay chân trắng muốt nào đâu có sẹo nhìn chán một đám nữ sinh cùng túm tụm lại bàn luận về đồ dưỡng da của triệu minh khê một người nói điều kiện sống của cổ không tốt từ bé thì chắc không hơi đâu đụng đến đồ dưỡng da đẹp thế này chắc là do gen di truyền rồi lư vương vĩ và các thầy cô khác trong lòng cũng rất cảm thông cho minh khê người nào người nấy vẻ mặt hiền từ gọi minh khê đến văn phòng an ủi nhiệt tình buổi trưa minh khê về ký túc xá cầm sách giáo khoa lỡ để quên bác gái quản lý ở ký túc xá còn gọi riêng cô lại mắt mũi tèm lem dúi cho cô hai miếng thịt khô tự tay bác ướp để cô bồi bổ thân thể minh khê đến tận buổi chiều chuyện vẫn chưa thôi thậm chí có cả học sinh lớp chất lượng đến xin lỗi minh khê trực tiếp xin lỗi cậu trước kia bọn tôi quá ngạo mạn từng chê cười thành tích của cậu thực ra cậu trải qua bao chuyện như vậy mà vừa tới trường mình đã thi được hạng chung ở lớp thường thì cũng rất giỏi rồi lớp chất lượng cao cũng có người đến cổ vũ cô ấy là một nữ sinh đeo kính trong đội tham gia tập huấn, không tham dự hành động vứt cặp sách của đám bổ xương, phương thức cổ vũ cũng rất độc đáo, triệu minh khê tôi chờ mong gặp được cậu trong trận chung kết. Chê y diễn đàn bắt đầu có người lập nhóm fan cho hoa khôi mới của trường. Tuy chưa phát triển bằng nhóm fan trước kia của triệu viện nhưng cũng rất có tiềm năng. Minh khê đau hết cả đầu. Cái trường này mắc bệnh tưởng tượng kinh niên đấy à? Chỉ từ một câu của Lý Diệp mà cũng nghĩ ra được đủ loại cốt truyện bi đát. Kha Thành Văn chấm khăn lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi, thế, ngày trước cậu bị bỏ rơi thật ư? Đâu thảm đến thế? Minh Khê cạn lời nhìn diễn xuất giả chân của Kha Thành Văn, kể, chuyện lúc bé tôi không nhớ rõ, nhưng không tới nỗi bị mẹ đẻ triệu viện đánh đập như chê y diễn đàn phóng đại thực tế mà nói từ lúc tôi nhận thức được thì đã sống với bà rồi không hề có chuyện ăn không no mặc không ấm đương nhiên điều kiện không bằng một phần ngàn nếu so với con cái nhà giàu có nhưng bà không bao giờ để cô chịu đói chịu rét bà có mở một tiệm tạp hóa nhỏ lại nhận thêm chút việc vặt như may đồ giao hàng nộp học phí cho cô xong thỉnh thoảng còn có tiền mua cả thịt cho nên thời thơ ấu của Triệu Minh Khê vẫn tương đối đầy đủ. Trước kia Minh Khê hoàn toàn không biết Trương Ngọc Phân là ai, bây giờ người nhà họ Triệu muốn xét nghiệm ADN một lần nữa, cô cũng đang chờ kết quả từ họ. Nếu chuyện năm xưa thật sự dính líu đến Trương Ngọc Phân thì chắc chắn bà ta sẽ phải ngồi tù. Phó Dương Hy chỉ biết im lặng nhìn Triệu Minh Khê trong lòng cậu chua xót muốn an ủi cô, nhưng lại không có chút kinh nghiệm nào trong việc này, thế là cậu đột ngột đứng dậy, vơ tất cả quà vặt do đám đàn em mang tới đặt cái, dầm, lên bàn minh khê, giọng lạnh lùng nói, cho cậu. Rồi cậu cài tai nghe của mình vào tai minh khê. Phút giây tai nghe màu bạc được cài lên, thế giới tức khắc im ắng chẳng thanh âm nào lọt vào lỗ tai cô nữa, cả người như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, hai bên tai chỉ còn lại cảm giác mềm mại khi được tai nghe bao lấy, ánh mắt thì dừng ở chê y mặt phó Dương Hy. Mình khê nhìn cậu, thấy giờ khóc giờ cười, cô định nói chuyện đều đã qua, không cần đối xử với cô như bình hoa dễ vỡ. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải con trai rất thích bảo vệ người con gái nào yếu đuối đó thôi nếu có thể làm phó dương hy đồng cảm với cô khiến cậu nhận thức được cô là một người con gái chứ không đơn thuần chỉ là một đàn em của cậu biết đâu chừng có thể khiến cậu trai thẳng ngốc nghếch này thích cô thì sao trong lòng minh khê nghĩ vậy bèn nằm sấp xuống bàn giấu mặt trong tay không nói lời nào khóc ấy à phó dương hy kinh ngạc nhìn cô phó dương hy nôn nóng chết rồi, ngoại trừ lần say rượu trước thì chưa thấy bé khẩu trang khóc bao giờ. Phó Dương Hì luống cuống tay chân, cậu muốn vỗ vỗ bà vai Minh Khê, nhưng cô không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, bờ vai của con gái nhỏ nhắn mong manh, như cánh bướm đang vỗ, lại còn thoang thoảng mùi thơm. Không cần sờ vào cũng biết sẽ có cảm giác rất mềm mại, ấm áp. Nghĩ thế, Phó Dương Hy càng không dám đụng đám đàn em của cậu ngồi trong lớp thì nhốn nháo hết cả lên, có thằng cả gan định tới gần tặng khăn tay. Phó Dương hì cấu bản hầm hừ, lườm người thò lại gần cháy cả mặt, hạ giọng nói, hóng hớt cái gì? Có thời gian rảnh tám chuyện thì biến đi đuổi hết đám bà tám lớp khác coi. Về sau lớp chúng ta không ai được phép nhắc lại việc này nữa. Tại mày đấy, đừng có nói nữa. Phó Dương Hy chút giận lên đầu Kha Thành Văn. Kha Thành Văn, nhờ phúc của Phó Dương Hy. Cuối cùng Minh Khê cũng lấy lại được sự yên tĩnh mong muốn, lớp quốc tế không ai dám nhắc lại chuyện thiên kim thật thiên kim giả nữa. Một lúc sau, Phó Dương Hy vẫn đang xoắn suýt nghĩ cách. Tai nghe bị nhấc khỏi đầu Minh Khê, bên tai truyền đến thanh âm của Phó Dương Hy, bé khẩu trang, đừng khóc nữa, tôi buộc dây dày hộ cậu này. Phó Dương Hy gồng mình giữ cho giọng dịu dàng hết mức có thể, nhưng không sao làm được mà chỉ đem lại cho người ta cảm giác đáng sợ kiểu cậu có để tôi buộc dây dày không thì bảo, không chịu thì tôi chém chết cậu. Thấy mình khê không hé môi, Phó Dương Hy lại càng luống cuống. Giọng điệu lại càng đáng sợ. Không thì tôi chạy 30 vòng cho cậu xem. Hay cậu có muốn ăn gì không? Nói chán nói chê vẫn không thấy cô phản ứng, Phó Dương Hy nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đi hành hung người nhà họ chịu một trận. Thế này đi, cậu có muốn đánh ai trong nhà cậu không? Hoặc là đánh bà bảo mẫu gì gì kia? Khóe miệng Minh khê nhếch lên, cô vẫn tiếp tục vùi đầu trong khuỷu tay, nhưng chân thì quơ quơ ra khỏi gầm bàn, ý bảo cậu buộc đi người phó dương hy cao lều khều có hơi khó làm động tác ngồi xổm nhưng cậu vẫn sách ghế ra ngồi xuống cậu cau mày gỡ dây giày cô ra rồi buộc lại một lần nữa thắt thành nơ bướm Minh Khê lặng lẽ ngẩng đầu lên, khóe mắt nhìn đỉnh đầu Phó Dương Hy, rồi lướt xuống 10 ngón tay quen sống trong nhung lụa của Phó Dương Hy, chỉ thấy mê muội vì cậu, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng vì được yêu chiều tuy rằng, sự yêu chiều này là do cô lừa cậu mới có được. Đến khi Phó Dương Hy buộc dây dày xong, cô lại nhanh chóng gục đầu xuống bàn tiếp. Bởi vì buồn cười nên bà vai Minh Khê run rẩy rất mạnh phó dương hy thế quái nào lại còn khóc tợn hơn nữa là cách dỗ dành của cậu không đúng ư bằng 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 bên phía nhà họ triệu lý diệp lái xe chờ triệu viện trở về dặn dò cô ta đợt này cô cứ tạm nghỉ học trước đã thứ nhất là xét nghiệm adn cần mấy hôm mới có kết quả thứ hai là bây giờ ở trường chỗ nào cũng có người xì xào bàn tán không tốt cho cô lắm đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là lý do đầu tiên hiện giờ cả nhà họ chịu đều hỗn loạn đừng nói họ đến cả bản thân lý diệp cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ có hành động gì nếu chính anh ta nuôi một đứa bé suốt mười mấy năm trời cái gì tốt đẹp nhất cũng dành cho nó cuối cùng lại phát hiện ra nó là đứa con ruột của hung thủ đã khiến con đẻ anh ta bị bỏ rơi Triệu Viện nghe Lý Diệp nói vậy, chỉ cắn môi thật chặt, không hé răng. Cô ta ngồi ở ghế phụ, suốt chặng đường về hai mắt tối sầm, tim đập bùm bùm, máu dồn lên não mới đầu cô ta không hề tin việc trương ngọc phân là mẹ đẻ của mình nhưng mặt khác cô ta cũng dần dần nhớ đến chuyện trương ngọc phân luôn rất mực chăm chút nâng niu mình từ nhỏ đến lớn trong lòng cô ta càng ngày càng thấy sợ hãi khôn kể nếu nếu cô ta đúng thật là con của trương ngọc phân thì nhà họ chịu sẽ làm gì cô Đương nhiên, cô ta vô tội trong việc này, cha mẹ và anh cả hẳn sẽ không giận cá chém thớt lên đầu cô ta, nhưng năm xưa Trương Ngọc Phân cháu con xong còn mai danh ẩn tích làm bảo mẫu ở nhà họ triệu, đây hoàn toàn là hành vi của hung thủ. Nhà họ triệu sao có thể tha thứ cho Trương Ngọc Phân? Chuyện sống chết của bà ta tạm không bàn, bởi bà ta xứng đáng lãnh hậu quả nhưng một khi có kết quả xét nghiệm adn liệu nhà họ triệu còn có thể tiếp tục chăm sóc cô ta như con ruột được nữa hay không đương nhiên là không triệu viện nhìn thấy tương lai đánh mất tất cả của mình một cách rất rõ ràng không còn nhận được điều kiện giáo tốt đẹp không còn tiền tiêu không hết cũng không bao giờ được bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ nữa cô ta không thể chấp nhận những điều này lại càng không thể chấp nhận chuyện mình chỉ là con của một bảo mẫu chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để triệu viện tưởng tượng ra quỹ đạo cuộc đời mình sẽ trượt dài trở về điểm nghèo khó ban đầu không còn một thứ gì nữa triệu viện cố gắng tỉnh táo lại Việc đã đến nước này thì chỉ còn một cách duy nhất, ấy là khiến nhà họ Triệu không thể xét nghiệm được ADN, khiến họ không thể tìm thấy Trương Ngọc Phân. Trợ lý Lý Diệp đỗ xe ở ngoài sân nhà họ Triệu, căn biệt thự nhà họ có vẻ tiêu điều, nhìn như dông bão sắp ập đến dọc đường đi có lý diệp ở cạnh để ý không có cách nào ngay lúc lý diệp xuống xe triệu viện lôi điện thoại ra nhắn tin cho trương ngọc phân tôi bị nhà họ triệu phát hiện ra là con của bà coi như là vì tôi bà đi nhanh đi đi càng xa càng tốt đừng để ai tìm được nhắn một tin ngắn gọn như vậy cũng không biết trương ngọc phân có đọc được không triệu viện bình tĩnh lại bước xuống xe cùng lý diệp vào nhà bằng 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 không chỉ nhà họ triệu đang điều tra xem là ai đăng bài chê y diễn đàn trường mà cả trường cũng đều đang bàn luận về việc này anh hy cái đám chê y diễn đàn đang nghi rằng topic kia là do anh đang kha thành văn ăn xong thì ngồi bấm điện thoại hóng thị không nhịn được cười phá lên quần chúng hóng thị chê y diễn đàn không dám viết thẳng tên Phó Dương Hy ra vì sợ bị cậu tìm đến cửa tính sổ, đều thay bằng chữ X Kha Thành Văn còn định đọc to mấy bình luận buồn cười ra. Phó Dương Hy nhớn mày cảnh cáo, quăng thìa xuống bàn ăn, hài hước lắm hả? Không 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 hài ạ. À. Kha Thành Văn đành phải câm miệng ngay lập tức. Minh Khê ngồi đối diện Phó Dương Hy, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, không kìm được cơn tò mò mà hỏi, chê y diễn đàn nói gì hả? Cậu tóm tắt xem, Kha Thành Văn nhìn sang phía Phó Dương Hy. Phó Dương Hy, cậu ấy đang hỏi mày kìa, câm hả? Kha Thành Văn, đờ mờ, chính ông không cho tôi nói mà, làm người đừng có tiêu chuẩn kép vậy chứ ông nội. Nhưng rồi cậu ta cũng đành ngậm ngùi nói, thì cái đám chê y diễn đàn đang tra xem bài post kia do ai đăng, tra ra IP trường mình, hiển nhiên là do học sinh hoặc giáo viên của trường đăng. Mấy hôm rồi Minh khê đi tập huấn nên chắc chắn không phải cậu ấy. Làm, thế thì còn ai đăng được nữa? Bọn nó ngờ là do lớp chúng ta hạ dạng ngồi đối diện kha thành văn xen lời nhìn đã biết chuyện này là do người có thù với triệu viện làm tớ còn nghĩ là ngạc tiểu hạ cơ đấy nhưng ngạc tiểu hạ mà có bản lĩnh này thì đã đi làm gián điệp từ lâu rồi minh khê nhìn phó dương hy có cần tôi minh oan giúp cậu không phó dương hy vẫy tay không cần mấy câu bàn tán nhảm nhí thì quan tâm làm gì chỉ thấy buồn cười thôi, bọn này đang đánh giá thấp tôi đấy à. Nếu là tôi làm thì chẳng thèm dùng đến mấy trò nạc danh giấu đầu giấu đuôi này. Đúng thế, Kha Thành Văn tự hào nịnh nọt, phong cách của anh Hy là phải lái máy bay trực thăng rồi giải giấy xét nghiệm xuống nhé. Phó Dương Hy không hề có cảm giác mình phá của, mà lại còn -a o á yêu ta chá giặt rào, ừm, một tiếng. Minh Khê Bộ đây là cái đáng để tự hào đấy à? Nhưng tóm lại thì trước khi mọi chuyện sáng tỏ, cậu vẫn phải mang tiếng xấu mà. Mình khê nói xong, không kìm được gắp miếng thịt bò trong bát mình cho Phó Dương Hy. Suy nghĩ trong đầu cô là thích một người, chỉ muốn cậu ấy ăn nhiều một chút, khỏe mạnh một chút. Phó Dương Hy thấy cô gắp thức ăn cho mình, bên tai đỏ ửng nhưng lại gắp trả cho cô ngay tắp lự bé khẩu trang gầy như vậy rồi còn gắp thức ăn cho cậu làm gì minh khê kinh ngạc nhìn cậu định gắp cho cậu tiếp lại bị phó dương hy cản lại cậu không thích ăn nên quăng cho tôi đấy à tôi không cần nhé phó dương hy cố nén màu đỏ lan tràn bên tai cau mày nói trông tôi có giống thích ăn đồ thừa của người khác không minh khê đành phải phẫn nộ rụt tay lại đem thịt bò gắp vào miệng mình Trời ạ, à, cậu là chủng loại trai thẳng ngáo ngơ nào đấy hả? Người ta thích cậu, muốn đối xử tốt với cậu mà cũng không nhận ra. Trước kia chỉ có Minh Khê và Hạ Dạng ăn cơm ở căn tin, còn Phó Dương Hy và Kha Thành Văn đa số là ăn ngoài, hoặc gọi ship đồ ăn. Nhưng sau khi họ thân nhau thì thành nhóm bốn người cùng đi ăn cơm. Khương Tu Thu thì mỗi một lần lại ngồi với một bạn nữ khác cơm nước xong phó dương hy cả lơ phất phơ đứng dậy nhấc khay của mình và khay của triệu minh khê lên minh khê thấy cậu không cài khóa áo khoác vạt áo vung vầy sợ dầu mỡ che y bàn ăn dính vào áo cậu lại sợ sàn nhà ăn trơn lỡ cậu ấy té ngã thì sao vội bước qua giành khay của mình lại nói không cần ga lăng cậu dọn của cậu đi là được nói xong minh khê nhanh nhẹn dọn dẹp chỗ ngồi của mình Phó Dương Hy đứng sau lưng cô. Chủng loại con gái ngáo ngơ nào đây? Thích cô ấy, muốn đối xử tốt với cô ấy mà cổ cũng không nhận ra. Chấm 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 chấm. Hạ dạng và Kha Thành Văn ở phía sau liếc nhìn nhau, rất muốn đá bay chén cơm. Chó trước mặt hai con người này tuy chưa chính thức yêu đương nhưng sao họ cứ có cảm giác mình đã bị ép ăn cơm chó ngay và luôn thế nhỉ